Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản niềm tin tối thứ sáu hàng tuần để đánh giá lại toàn bộ những cái kịch bản mà phân tích thị trường trong tuần vừa qua, tức là tuần đầu tiên của tháng 6, và chúng ta sẽ có những cái định lượng về xu hướng thị trường tuần thứ hai của tháng 6, và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc và khá là phải nói là khá là chiến lược. Thì rõ ràng trong tuần vừa qua thì chúng ta đã có một tuần giao dịch cực kỳ thành công đối với team của Hùng Lê và đối với team ở chứng khoán Chiến binh trên từng có sóng. Thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích thị trường thì Hùng Lê có hai ý chia sẻ cùng với cả nhà như sau. Cái ý thứ nhất đó là hiện tại thì Hùng Lê thấy rằng là kênh của chúng ta đã đạt được một cái lượng view trung bình khoảng 14 đến 15 nghìn view trên một bản tin tuần. Tuy nhiên cái số lượng mà đăng ký kênh hiện tại thì Hùng Lê thấy đang ở mức khoảng tầm 11.000, hơn 11.000 anh chị em đăng ký tham gia kênh. Như vậy là có khoảng đâu đó khoảng tầm 3.000 anh chị em là hàng tuần chúng ta theo dõi các bản tin video của Hùng Lê. Nhưng chúng ta chưa đăng ký kênh thì một số các anh chị là chưa biết cách đăng ký kênh. Thì ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ hướng dẫn các anh chị đăng ký kênh. Bởi vì như thế này, tức là cái câu chuyện khi mà Hùng Lê phân tích trên thị trường chứng khoán và phân tích các bản tin hàng tuần thì đấy là những cái giá trị mà Hùng Lê mang lại cho cộng đồng nhà đầu tư. Và Hùng Lê không cho anh chị được bất kể một cái gì cả. Hùng Lê cho anh chị một cái quan điểm, một cái phân tích, một cái định lượng về thị trường và cổ phiếu. Thì đấy là những giá trị Hùng Lê mang lại cho các anh chị và mang lại cho cộng đồng nhà đầu tư. Thì cộng đồng nhà đầu tư cũng sẽ có những cái mà động viên lại Hùng Lê đó, và chia sẻ những cái bản tin của Hùng Lê. Đặc biệt là những bản tin thì các anh chị có thể like, có thể thả tim và có những cái dòng động viên Hùng Lê ở dưới các bản tin, và đặc biệt là đăng ký kênh thì đấy cũng là một cách để các anh chị tạo thêm cái động lực cho Hùng Lê để có những cái bản tin nó tốt hơn, để có những cái phân tích cổ phiếu nó gọi là đậm đà hơn, đúng không ạ, chất hơn, và có những cái target chạy dài hơi hơn đó. Thì để mà đăng ký kênh thì các anh chị vào kênh YouTube, đúng không ạ? Và sau đó thì các anh chị vào cái từ khóa tìm kiếm là chứng khoán chiến binh trên từng có sóng. Đó, thì đây là tựa đề của kênh. Thì khi các anh chị mà chúng ta gõ từ khóa này thì đây, biểu tượng kênh của chúng ta đây, chứng khoán chiến binh trên từng có sóng. Đó. Thì hiện tại là chúng ta có 11.400 anh chị em đăng ký kênh, và hiện tại các cái bản tin hàng tuần thì đã đạt được lượng view khoảng tầm độ 15 đến 16.000 lượt xem. Đó, thì như vậy là đang có khoảng đâu đó 3-4.000 anh chị em là chưa biết đăng ký kênh. Đó, thì nó rất là đơn giản thôi. Và khi chúng ta gõ từ khóa này xong thì đây, nó sẽ ra cái biểu tượng đầu tiên của kênh, và các anh chị bấm giúp Hùng là cái chữ đăng ký. Và sau khi các anh chị đăng ký xong thì ở bên đằng sau cái chỗ đăng ký này, đó, nó có một cái nút chuông. Đó, thì chúng ta bật cái trên cùng đấy, tức là nó có hai tai hai bên, các anh chị bật vào đây tất cả. Vậy thì khi mà các anh chị bật như thế này thì các cái bản tin phân tích của Hùng Lê đó thì nó sẽ được YouTube sẽ được YouTube thông báo ở đây, có biểu tượng chuông thông báo ở đây. Đó, thì các anh chị của chúng ta dễ dàng cập nhật được, và nó có cái chuông tinh tinh đó, và khi đấy thì sẽ có những cái phân tích của Hùng Lê sẽ được hiện lên đó. Và thêm một cái nữa là các cái mã cổ phiếu mà các anh chị hỏi ở đây thì khi Hùng Lê comment, tức là khi Hùng Lê trả lời, thì cái biểu tượng chuông này thì các anh chị cũng nhận được. Ok, thì đấy là cái câu chuyện về đăng ký kênh. Và nếu như tuần tới mà chúng ta vẫn cái lượng sub mà vẫn chưa đạt so với cái lượng view thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng phân tích được không ạ? Để đấy là một cái cách để các anh chị ủng hộ Hùng Lê, thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta nó trong một cái góc độ tốt nhất. Thì các anh chị, Hùng không cho các anh chị được cái gì cả, Hùng chỉ cho các anh chị một cái quan điểm, một cái phân tích về định lượng về thị trường, một cái phân tích định lượng về cổ phiếu, và trên những cái cơ sở Hùng Lê phân tích thì chúng ta mang nó về xào nấu lại để đưa vào những cái quyết định đầu tư của mình. Và nhìn chung tổng thể thì tất cả anh chị em sau khi mà xem những cái video của Hùng Lê thì đã dành cho Hùng Lê những cái lời động viên, và đấy là một cái liều thuốc về mặt tinh thần để giúp cho Hùng sẽ làm việc chăm chỉ hơn, miệt mài hơn, và sẽ có những cái bản tin hay hơn, sẽ có những cái phân tích định lượng về cổ phiếu, về sóng ngành tuyệt vời hơn, và tất cả những cái phân tích đó chắc chắn sẽ mang lợi nhuận đến tài khoản cho tất cả các anh chị em, được chưa? Ok. Cái ý thứ hai là một số các anh chị em có hỏi Hùng là cái khi mà về đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì cái cách thức nhận tương tác giữa Hùng Lê với
với nhà đầu tư như thế nào. Thì cái ý thứ hai Hùng chia sẻ, hiện tại thì Hùng Lê có 4 team để hỗ trợ anh chị em, và có một team lệnh về phái sinh và hai ba cái team về cơ sở. Trong đó điểm đáng chú ý nhất đó là tất cả những cái tài khoản mà đã chuyển về team của Hùng Lê thì sẽ được Hùng Lê ép vào một cái team, đó là team nhận định contract. Thì ở trên cái team này, thứ nhất là các anh chị sẽ nhận tất cả các cái thông báo của Hùng Lê về mặt định lượng, về thị trường và cổ phiếu. Đó, ví dụ là để chuẩn bị cho một cái tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 thì Hùng đã có những cái phân tích. Ví dụ đó là về các cái điểm tựa của thị trường, đó, VN Index ở cái vùng 850 điểm, phái sinh cân bằng ở vùng 765 đến 780 điểm, tích lũy và có xu hướng lo dài. Ở VN30 thì có một cái biên 785 đến 800 điểm, đó là các cái chỉ số cân bằng. Đó. Và các cái sóng ngành chủ đạo thì chúng ta tiếp tục là chiến đấu sóng banh, chứng khoán, cùng với đó là thủy sản, đúng không ạ? Đó, cùng với đó là thủy sản, bất động sản khu công nghiệp, cao su, các trụ cơ bản tốt mà Hùng Lê đã liên tục phân tích, cập nhật để cho anh em chúng ta chiến đấu. Và chúng ta tiếp tục là kỳ vọng thành công nối tiếp mà tháng 5 và tháng 6 nó sẽ tưng bừng hơn. Đó. Và cái câu chuyện là hàng ngày thì Hùng sẽ có những cái bản tin phân tích định lượng đó và liên tục cập nhật cho các anh chị khi mà cổ phiếu ví dụ VGI, HNG cập nhật thường xuyên luôn ba con A đó ngay từ đầu tiên, đúng không ạ? Ngay từ 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 cái buổi gọi là đầu tiên của đầu tuần thì Hùng Lê đã cập nhật cổ phiếu ba con A đó từ vùng 11.5 đến vùng 12 và dự kiến là sẽ có thêm vài phiên đi ngang và chúng ta canh mua vị thế và cái tạo lập của con của ba con A là tưng bừng, cho nên là khi mà tích lũy thành công ở vùng 12 thì sẽ đánh đánh chặn lên vùng 14 cộng. Vậy thì cái câu chuyện đây chúng ta sẽ xem ba con A như thế nào. Đó. Thì đấy là những cái giá trị. Đây, đây là tuần, đây là cái điểm xanh này chính là cái điểm bắt đầu vào tuần Hùng đánh giá ở vùng 12 12.5. Và đến khi mà cổ phiếu chạy rồi thì khi Hùng lên phân tích cuối tuần thì vô hình dung là cổ phiếu đã chạm vùng 14 cộng. Ok, chạm vùng 14 cộng thì các anh chị đã bị chậm chân rất là nhiều khi mà xem những bản tức bản bản tin phân tích cồn của Hùng, hoặc ví dụ cổ phiếu BFC đó, DDG đúng không ạ, rồi GIL đó, GIL thì ở những cái vùng nào, 18.4 đến vùng 19 được chưa, HDG đó, và đây HDG đó, khúc 1 hoàn thành rồi và khúc 2 thì chúng ta phân tích ở vùng 26 đến vùng 34 cộng. LDG nhóm ngành xây dựng, ok được chưa, MBS ở vùng đâu đó vùng 10 thì đến lúc mà chúng ta phân tích thì MBS đâu đó đã chạy rồi. Nó chạy được một cái quãng rồi, đó 10.7 ít nhất là như vậy. Đấy. TDM, ok Thủ Đức Health. Ngay từ đầu tuần thì cũng đã có những cái đánh giá phân tích về cổ phiếu này và cái mục tiêu đó là cao nhất đó là vùng 22 cộng. Đó, vùng 22 cộng. Và chúng ta thấy rằng là TDM, ta sẽ xem lại TDM. Ok. Đúng không ạ? Đã lên đến vùng 23 từ những cái điểm phân tích đây. Đó, những cái điểm đầu tuần đây chúng ta đã có những cái phân tích định lượng về TDM trong cái mục tiêu là về 26 cộng. Ok, được chưa? Đó. VSC. Đó, VSC, TV2. Đó, TV2 thì chúng ta TV2. Ok, đúng không ạ? Mục tiêu chúng ta đang phân tích đi về vùng 85 cộng. Đang lần lượt đạt từng cái target rất là đẹp. Và cùng với đó thì trong phiên ông Lê đặc biệt phân tích những cái điểm nhấn về phái sinh, tức là phái sinh và cơ sở nó sẽ có những cái điểm logic và những cái điểm gọi là những cái điểm điểm quan hệ mật thiết với nhau. Và khi chúng ta phân tích được phái sinh thì chúng ta hoàn toàn chủ động ở bên cơ sở. Ví dụ phái sinh đang có những cái nhịp long sọt ngắn thì chúng ta ok, chúng ta bỏ qua cái tín hiệu nhiễu của thị trường. Đó, và khi mà kết thúc những cái tín hiệu long sọt đó thì thị trường của chúng ta sẽ đi về đúng cái tọa độ của chúng ta, đi về đúng cái chen sóng và chen hiện tại đang là chen tăng, ví dụ như vậy đó. Và sau đó thì ví dụ đây buổi tối thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để chúng ta đánh giá, chúng ta đánh giá về điểm nhấn kỹ thuật của cái phiên ngày 6 tháng 1, tức là phiên ngày thứ hai đầu tuần đó. Thì về mặt thế trận, tức là Hùng Lê vẫn tiếp tục đánh giá VN Index cực đẹp từ vùng đệm 850 và team của chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái những thành công và đích đến tiếp theo VN 900 chỉ còn là thời gian. Đó, và phái sinh
thì ở cái mốc 810 đến 812. Tuy nhiên đối với động lực tổng thể của thị trường thì chúng ta kỳ vọng phái sinh sẽ tiếp tục lên, tức là trend chủ đạo của phái sinh là trend long lấp lại gap 850 điểm, và đấy là một kịch bản như mơ. Và cái gì ạ? Chúng ta đang nắm chủ đạo là gì? Banh, chứng khoán, khu công nghiệp, cao su, thủy sản, xây lắp, phân bón. Và chúng ta tiếp tục kỳ vọng có một cái kịch bản cực đẹp trong tháng 6. Ok chưa? Đối với VN30, bệ đỡ 800. Đó thì cái cách mà CTG cập nhật rất nhiều các anh chị ạ, trong một tuần đạt phương cập nhật phái sinh. Đó, rồi nhiều. Đó, thì cái trả lời cái câu chuyện thứ hai là các anh chị tương tác với Hùng Lê như nào? Các anh chị nhận tất cả những cái phân tích của Hùng Lê ở trên này. Đó, ở trên này, đây, VRE cập nhật full 27 đến 27.3 và mục tiêu 32 cộng, được chưa? Đó, những phân tích của Hùng Lê đã đi trước thời gian. Và cái cách mà để các anh chị nhận đó là các anh chị về với team của Hùng Lê để chúng ta có được những cái phân tích gọi là thường trực nhất, cập nhật nhất hàng ngày. Bởi vì đúng, thị trường chứng khoán nó sẽ có biến động theo tuần, theo ngày. Và khi mà Hùng Lê phân tích bản tin tuần thì có rất nhiều những mã cổ phiếu nó đã chạy đi rồi, và các vô hình dung là các anh chị chúng ta lại mất đi những cái điểm mua rất là đẹp. Đó, vậy thì cái ý thứ hai Hùng muốn chia sẻ đó là chúng ta sẽ có đủ tất cả các công cụ khi các anh chị về với team của Hùng Lê. Và thay vì cái câu chuyện là các anh chị đang giao dịch tại một cái công ty chứng khoán A nào đó nó không tốt, đúng không ạ? Phí thì các anh chị vẫn phải trả như thế, thậm chí là VPS đang miễn phí giao dịch cho các tài khoản mở mới trên đôi một, có tốt không ạ? Tốt, đúng không? Công ty đang có những chính sách tốt cho khách hàng cùng với nó tham gia team của Hùng Lê. Và trên những cái dòng comment thời gian thì đã có những anh chị bảo là chỉ cần áp dụng theo những cái Hùng Lê phân tích thì đâu đó thành công 99%. Có một anh chị nào đấy có ghi như vậy. Thì 99% thì nó nói nó một con số nó hơi mơ hồ, nhưng mà ít nhất đạt được một cái xác suất khoảng tầm 70 đến 80%. Đó là chúng ta phải khẳng định như vậy. Thì đấy là hai ý Hùng Lê chia sẻ trước khi mà chúng ta đi vào phân tích thị trường. Ok, các anh chị đăng ký kênh ủng hộ Hùng Lê, like bản tin để ủng hộ Hùng Lê. Và chúng ta chia sẻ những giá trị này đến với cộng đồng nhà đầu tư để đâu đó những ai đang sai, đang chưa nắm được phương pháp sẽ tránh được cái sai, tránh được những cái sai lầm đáng tiếc ở trên thị trường chứng khoán. Ok, chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết thị trường chứng khoán Việt Nam. Rất là tuyệt vời, team của ông Lê thì tí tả lắm, đầy niềm vui. Vick thì hỏng rồi, như thế này là hỏng rồi, khả năng là sang tuần tới sẽ chạm lại vùng 9. Đi về lại vùng 90 đến vùng 92, không có gì để bàn cãi ở đây cả. VRE, bản thân VRE thì Hùng đã tính toán ở một cái tọa độ, đó là ở vùng sẽ có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng 27 đến vùng 27.3. Đây là những cái điểm mua rất là đẹp. Và mục tiêu thì VRE sẽ tiếp tục có những điểm tích lũy đẹp ở đây, và trước mắt sẽ quay lại về vùng 30 và mạnh hơn sau đó sẽ là vùng 32 cộng. Hiện tại thì các tài khoản trong team thì đã gần như là cổ phiếu đã về đến tài khoản và chúng ta hoàn toàn có thể tự tin. Đó, khi gặp những biến cố thì chúng ta có thể chốt mọi lúc mọi nơi. Ok, VHM. Bản thân VHM thì vùng 80 đó là cái vùng mà kháng cự, và chính vì vậy nên là trong tuần thì đây, cây nến này gần đạt đến vùng 80 và 78.79.5. Và chính vì đạt đến một cái mức như vậy và chúng ta đã có những cái tín hiệu như thế nào về mặt Vinhome đâu ạ? Vinhome có khuyến nghị các anh chị ở trên team NL01. Trên team NL01, bởi vì chúng ta có đây. Chúng ta có đầy đủ công cụ VHM. Cách đây 4 ngày, ở Vinhome tiệm cận vùng 80 và hiện tại đạt 79.5, lực chốt lời sẽ xuất hiện và các tài khoản nắm Vinhome chú ý. Tất cả những phân tích là phần cứng, còn chủ động và kỳ vọng các anh chị cốm làng vòng gặt lúa non bao giờ cũng thơm và ngon. Thì khi mà Vinhome đã đạt đến những cái vùng 79.5, đấy là những cái vùng mà chúng ta cần phải chốt, đúng không ạ? Chúng ta cần phải chốt, bởi vì sao? Bởi vì khi chạm về cái vùng đó thì thường là cổ phiếu sẽ trở lại những cái nền tích lũy. Và với những cái động thái hiện tại của Vinhome, đó, với những cái động thái của hiện tại Vinhome thì cái xu hướng là Vinhome sẽ
quay trở lại test tích lũy lại ở khoảng vùng 75. 75 đến khoảng vùng 76 trước khi mà hình thành lại một cái nhịp tăng, tức là lại chạm về trần 80, thì các anh chị những tài khoản mà đang nắm giữ Vinhome thì chúng ta lưu ý ở cái vùng 75 đến vùng 76. Sapico, SAB có gì không? SAB không có gì. Xu hướng hiện tại là đi ngang ở quanh vùng 180 và nó mang yếu tố tạo lập thị trường, không có ý nghĩa trong quá trình chúng ta đầu tư. Vinamilk, con bò sữa. Bò sữa này Vinamilk. Ok, Vinamilk à, mục tiêu của chúng ta đâu ạ? Mục tiêu của chúng ta đâu? Vùng mục tiêu của chúng ta chạm vùng 120 và trong bản tin kết tuần Vinamilk đạt 119.2. Như vậy là chỉ còn khoảng 0,8 800 đồng nữa sẽ đạt đến cái mức độ kỳ vọng của team. Đó thì lần lượt qua thời gian chúng ta đã phân tích Vinamilk từ vùng giá 85-90 và đến thời điểm hiện tại là gần như đã hoàn thành cái mục tiêu của chúng ta đặt ra vùng 120. Và khi chạm về vùng 120 thì khả năng Vinamilk sẽ có một vài cái nhịp chỉnh giảm mang tính gọi là chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Trước khi mà Vinamilk đánh vượt thoát tiếp hay không thì đấy chính là những cái điểm nhấn kỹ thuật mà chỉ có những anh chị trong team của Hùng Lê chúng ta sẽ được cập nhật hàng ngày, bởi vì là những cái tín hiệu này là những cái tín hiệu mà chúng ta phải cập nhật hàng ngày thì chúng ta mới biết được à, như vậy là có còn một sóng tiếp hay không, hay là đến 120 là hết sóng. Và những cái điểm nhấn kỹ thuật này sẽ giúp cho chúng ta định lượng tiếp theo Vinamilk có về được vùng 130 hay không, và đấy là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ nói đến ở trong bản tin tuần tiếp theo. Còn về cơ bản đến tuần này là Vinamilk hoàn thành nhiệm vụ 119.2 trên 130 và khả năng phiên ngày thứ hai tuần tới sẽ đạt cái mốc 120. Ok, tiếp theo VDC. Ở VDC hiện tại 2 tuần VDC đi ngang ở quanh vùng 114 khá là khó chịu, và một số các anh chị thì đang có hỏi lẽ là có bán hay không. Thì với quan điểm cùng là khi mà cổ phiếu chưa bị gãy kỹ thuật thì chúng ta chưa bán. Và các cái điểm nhấn kỹ thuật của VDC trong cái thời điểm hiện tại đó là có thể tính toán ở khoảng vùng 112. Nếu như VDC không gãy vùng 112, chúng ta tiếp tục nắm, và cái cách đi của tạo lập của VDC hiện tại là sẽ đánh lên. Xu hướng là VDC sẽ đánh lên cùng với việc là VN Index của chúng ta tiệm cận vùng 900 và 900 bao nhiêu đó, thì đấy là cái câu chuyện mà tí nữa chúng ta sẽ định lượng. Và với một cái góc độ hiện tại, VDC sẽ đánh lên, và các anh chị đang nắm VDC chúng ta vui lòng chúng ta kiên nhẫn sẽ làm nên thành công, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Tất nhiên không phải kiên nhẫn một cách mù quáng, tức là khi bị phá kỹ thuật thì chúng ta cần phải bán bằng mọi cách mọi giá, chúng ta bán đi để chúng ta tìm một cái cơ hội khác. Chúng ta đừng có mù quáng, chúng ta đừng có ôm cổ phiếu để kỳ vọng một cái ngày nào đó cổ phiếu hồi phục. Chúng ta bị chôn vốn, cơ hội nó bị mất đi rất nhiều các anh chị ạ. Chúng ta không làm vậy. Ok, VDC tiếp tục nắm. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu HVN. Bản thân HVN thì trong team của chúng ta cũng đang rất nhiều những anh chị cầm mã cổ phiếu này. Và rất nhiều anh chị sốt ruột bảo em ơi bán không em, hay là anh ơi bán không anh. Thì về bản chất là HVN đang có một cái vùng hỗ trợ 26.5, khá là tốt, khá là chắc, và biên trên ở khoảng vùng 28. Thế thì câu chuyện của HVN là gì? Câu chuyện của HVN là cần phải có một cái dòng tiền tạo lập đủ lớn, đủ mạnh. Và một ngày đẹp trời, các anh chị nhớ lấy nhớ cái câu chuyện mà Hùng nói đến D2D. Và một ngày đẹp trời thì tí nữa chúng ta nhắc đến cái ngày đẹp trời của D2D, tức là có một cái nến xanh chồm chỗm nó ngồi này. Đó, nó chồm chỗm, nó ngồi đẹp lắm. Nó ngồi đẹp và nó phá hai vùng 28 thì như vậy là mục tiêu tiếp theo là vùng 32 cộng. Thậm chí là trong một cái nhịp đánh này ở HVN chúng ta sẽ có những cái câu chuyện kỳ vọng ở những cái target cao hơn. Tuy nhiên, trước mắt phải là về đến vùng 32 đã. Về đến vùng 32 thì có thể sẽ có một cái nhịp chỉnh mang tính kỹ thuật ở đây, và chúng ta sẽ dò tìm cái điểm chỉnh kỹ thuật đó để xác nhận sóng còn hay là sóng hết. Rất là quan trọng trong một cái mạch phân tích rất là logic về mặt định lượng về thị trường. Ok. ACV. Đó, ACV. Vâng, một ngày rất đẹp trời, một cây nến xanh chồm chỗm vượt thoát vùng 61.5, và hiện tại thì ACV đang có một phiên test cực kỳ là tích cực. Đó, cực kỳ là tích cực. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì ACV có thể có thêm 3 phiên nữa, và các cái phiên test kỹ thuật ở đây nó không gãy ở cái vùng khoảng 61.5, thì cái cơ hội
để ACV đi về vùng 7x và sau đó mạnh hơn có thể là vùng 80. Đó thì cứ lần lượt hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái cập nhật tiếp theo. Đó thì đây nó sẽ có những cái nhịp đánh trả lại cung ở quanh những vùng này và sau đó dự kiến khoảng 1 đến 3 phiên nữa thì ACV sẽ tiếp tục hành trình. Đó, ACV. Hàng không còn con nào nữa không ạ? Cơ bản như thế. Ok, ba con thôi. BVH. BVH hiện tại thì chưa có nhiều động lực và xu hướng chủ đạo vẫn là xu hướng đi ngang. Đó, vẫn là xu hướng đi ngang, tích lũy thôi. Đi ngang quanh vùng 49-50. Man San. Bản thân Man San thì hai lần Man San đánh cái mốc 65 không thành, và chính vì đánh không thành nên là em ý lại bị rụt cổ lại, và rụt cổ lại thì lại chạm lại vùng hỗ trợ đây, vùng hỗ trợ 61.5 đến vùng 62, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cần phải kiên nhẫn thôi. Về lý thuyết tức là chưa gãy kỹ thuật thì chúng ta vẫn còn cầm nắm, còn khi gãy kỹ thuật rồi thì chúng ta sẽ cắt bỏ. Và với những cái tín hiệu hiện tại của Man San thì chúng ta cần phải chờ. Cái câu chuyện của Man San nó cần thời gian, đó là cái câu chuyện sau khi sát nhập thì nó cần ổn định. Ổn định xong rồi thì nó mới bắt đầu, nó mới tích lũy để nó chạy được. Và với một cái góc độ là một cái mã cổ phiếu trụ rất là tốt thì hôm nay đang quan sát ở cái vùng khoảng vùng 61.5. Đây là cái vùng tỳ bật của cổ phiếu, và với những cái tín hiệu hiện tại thì khả năng Man San sẽ chạm về đây và sẽ tiếp tục tích lũy rồi lại công lại cái vùng 65. Và cái mục tiêu đầu tiên nó phải đánh vượt thoát được vùng 65, còn chưa vượt thoát được vùng 65 thì xu thế cổ phiếu nó vẫn cứ đang lình xình như vậy. Các anh chị cầm nắm thì chúng ta phải kiên nhẫn thôi, không còn cách nào khác cả. MWG xu hướng hiện tại là xu hướng đi ngang, tích lũy, và các anh chị đang cầm nắm MWG thì cũng phải kiên nhẫn thôi. Nếu như cổ phiếu không gãy 83 chúng ta tiếp tục cầm nắm. Động lực để cho MWG đi hiện tại là chưa có nhiều. Ở PNG cũng hoàn toàn tương tự như vậy, 2 tuần đi ngang và cái kháng cự vùng 65 của PNG thì chưa vượt thoát được, và cái vùng hỗ trợ của PNG ở khoảng vùng 61 thì chưa bị phá. Vùng 61 đến vùng 63 và xu thế hiện tại thì PNG vẫn tiếp tục đi ngang, động lực tăng giá thì chúng ta chưa chưa nhìn thấy. BMP là một cái mã cổ phiếu mùng lên đã có cái quá trình phân tích của nó khá là dài. Đâu đó khoảng từ vùng 37-38, và Hùng có nói đến cái câu chuyện là cái mã cổ phiếu Bình Minh nó là một trong những cái mã mà nó có cái mô hình phân tích kỹ thuật khá là kinh điển trong cái phân tích kỹ thuật. Đó thì kinh điển như thế nào thì đấy, các anh chị có thể, kinh điển là gì? Đó là khi mà nó đi đúng những cái mô hình đó thì cổ phiếu nó sẽ đi về đến những cái target mà chúng ta phân tích rất là mạnh mẽ và rất là rõ ràng. Và mục tiêu chúng ta đã phân tích Bình Minh đâu đó hoàn thành lần được các cái target, và target cuối cùng mà chúng ta đang phân tích ở khoảng vùng 52 cộng. Và với những cái tín hiệu hiện tại thì tuần tới Bình Minh đạt 52 cộng đó là câu chuyện hoàn toàn bình thường, thậm chí là có thể đánh lên vùng 55. Đó thì cái mô hình kinh điển nó là như vậy, tức là khi mà nó đạt được, thỏa mãn được các những cái điều kiện trong cái phân tích kỹ thuật thì cổ phiếu nó đi rất là kinh khủng luôn. G, cơ điện lạnh G, một cổ phiếu khá là già cỗi. G. Ok, G thì già lắm, vẫn hiện tại là đi ngang ở quanh biên 31 đến khoảng vùng kháng cự đó là 33, chưa có gì đột biến về G. Chúng ta phân tích các cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ cơ bản, đó là FPT và DGW. Bản thân FPT trong thời điểm hiện tại thì bắt đầu đi vào một cái vùng kháng cự khá là dài, đó là vùng 50. Vùng hỗ trợ của FPT ở khoảng vùng 47.5 thì trong ngắn hạn là khả năng FPT sẽ đi ngang ở quanh vùng này. Và trước khi mà FPT có những cái động thái tiếp theo thì nó sẽ đi ngang ở quanh cái vùng này. Và với quan điểm hiện tại của Hùng thì chúng ta sẽ không đầu tư FPT bởi vì nó cũng không còn được là bao nhiêu nữa. Trong khi đó những cái rủi ro của chúng ta thì nó sẽ nhiều hơn, và chính vì vậy nên là chúng ta sẽ đo cái tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro thì chúng ta sẽ có được những cái quyết định trong cái đầu tư. DGW thì sao? DGW thì tăng giá phi mã rồi. Và cái câu chuyện của DGW thì có thể là có một số những cái gọi mang tính gọi là vĩ mô đó của chính phủ thì nó đã có những cái tác động rất là tích cực đối với DGW, và với một cái mô hình như hiện tại của DGW có nghĩa là mô hình bắt cá ở trên bờ.
Bắt cá trên bờ thì bây giờ là cá đã nằm hẳn ở trên bờ rồi. Đó, cá đã nằm hẳn trên bờ, tức là bờ là cái vùng 28 thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ dài của cổ phiếu. Và cái lực cầu đang khá ổn định, khá là tốt thì cái câu chuyện là DGWK sẽ chỉnh giảm về mặt kỹ thuật và chúng ta cố gắng dò tìm, ở đâu đó cái bờ đây này. Đó thì đâu đó khoảng vùng 29.5. Đẹp nhất là cổ phiếu DGWK chỉnh giảm về khoảng vùng 29.5. Thì đây là cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta sẽ gom mua để chúng ta đánh một cái nhịp gọi là cá trên bờ. Cá ở trên bờ thì nó hay lắm. Cái mô hình cá ở trên bờ thì nó hay lắm. Đó thì DGWK là một mã cổ phiếu mà thời điểm hiện tại là chúng ta đã đánh cái khúc ở dưới này lên đến đâu đó vùng 26 27 đúng không ạ? Và cái khúc bắt đầu nó chuyển mình sang một cái pha xu thế mới thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đầu tư, chúng ta tính toán ở một khúc 2 và chúng ta sẽ quan sát ở cái vùng đây. DGWK là một mã cổ phiếu đang rất là đẹp ở trong cái thời điểm hiện tại. Em Novaland. Em Novaland thì đánh hơi chuối nhưng mà cũng không sao cả. Trong cái cách mà chúng ta phân tích cái độ chuối của nó, đó là cái vùng 52, 51.5 đến vùng 52 chúng ta hoàn toàn có thể mua. Và mục tiêu trong những phân tích định lượng của chúng ta đó là sẽ chạm ở khoảng vùng 56. Phiên ngày hôm nay đã có những lúc là cao nhất ở khoảng vùng 55. Chạm vùng 56 thì chỉnh giảm kỹ thuật và trong cái nhịp đánh này thì Novaland có thể đánh chạm vùng 58 và mạnh hơn sẽ là vùng 60. 58 vùng 60. Thì cái cổ phiếu này ấy, cái cổ phiếu này là cái cổ phiếu nó mang cái tính chất bo cung nên là chúng ta cũng không không đầu tư quá là nhiều. Tuy nhiên là những cái nhịp bắt của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt và chúng ta quan sát những cái cách vận động của cổ phiếu để chúng ta bắt. Đó, chúng ta bắt ở vùng 51.5 đến vùng 52 thì bây giờ ở vùng 55 thì chúng ta có lãi rồi, đúng không ạ? Như thế là ok rồi. Cứ lãi là được, không quan trọng. Nhóm ngành dầu khí hiện tại là đang có những cái bước gọi là bước gì, bước khởi đầu cho một xu thế. Bước khởi đầu cho một xu thế thì các anh chị hiểu bước khởi đầu cho một xu thế nó là như thế nào. Bản thân GAT, GAT trong những phân tích định lượng đó là mục tiêu chúng ta sẽ đạt ở khoảng vùng 80 và trên thực tế trong tuần vừa rồi thì cái điểm cao nhất của chúng ta đạt được ở khoảng vùng 79.5, cách 0.5 nữa là đạt vùng 80. Thì về mặt lý thuyết là thường khi cổ phiếu chạm những cái vùng màu hồng phân tích thì thường thường á, một là cổ phiếu sẽ quay đầu chỉnh giảm lại hoặc là cổ phiếu sẽ có những cái điểm đánh vượt thoát đi lên. Với những cái tín hiệu của GAT thì chúng ta sẽ có những cái điểm test kỹ thuật của GAT ở khoảng vùng 75.5. Những cái điểm test kỹ thuật của vùng 75.5 này không gãy thì xu hướng GAT sẽ tiếp tục đánh về vùng 80 và đích đến tiếp theo của GAT đó là vùng 90. Hoàn toàn nằm trong những cái kịch bản phân tích và định lượng của chúng ta. Tức là cái điểm 80 này thì chắc chắn là hoàn thành rồi. Có thể tuần thứ hai, thứ ba tuần tới GAT sẽ hoàn thành cái mục tiêu ở vùng 8x. Và với những cái thế trận hiện tại của GAT thì cũng nên đánh giá rằng là cái xu hướng sẽ GAT sẽ đi về vùng 90. Nó cũng hoàn toàn phù hợp với một cái quy luật vận động của thị trường, đó là chỉ số VN Index. GAT và PLX sẽ là hai cặp bài trùng đi với nhau. Thì bản thân là PLX thì chúng ta có một cái điểm ở đây, đó là điểm 45.5 đến điểm 46.5, đó là vùng hỗ trợ của PLX. Và với việc hiện tại thì đang cạn vôn như thế này nó là tốt, và PLX sẽ có xu hướng đi ngang ở vùng này và mục tiêu của PLX đó là PLX sẽ chạm vùng 50. PLX và GAT sẽ chạy cùng nhau, đấy là một cặp bài trùng. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ nói sâu hơn đối với mã cổ phiếu PVS và PVD. Thì bản thân PVS và PVD các anh chị có nhớ những cái vòng tròn này không ạ? Chính là lúc mà Hùng có phân tích những cái định lượng đó là gì ạ? Khi PVS đã đánh cực mạnh, tức là đây chỉ là những cái vòng khởi động, thì bản thân là khi mà PVS đánh từ từ cái vùng đây cho là vùng 10 đi mà lên đến vùng 12, 12, 12 đây, đấy chỉ là những cái điểm khởi động thôi. Các anh chị lưu ý đây chỉ là những cái điểm khởi động thôi. Và GAT, xin lỗi cả nhà, và PVS đang làm gì? Hiện tại là xu hướng dòng tiền đang đi lên rất là đẹp. Chỉ báo MACD đẹp và
GAT đang và PVS đang làm gì, thì trong một cái nhịp đánh ở đây đúng không ạ? Đây, trong một cái nhịp đánh đánh ở đây thì chúng ta cái kịch bản là GAT PVS sẽ đánh đâu đó chạm mắc ở khoảng vùng giá 14 và nó sẽ có những điểm trả cung. Thì về bản chất là PVS chưa đánh đến 14 và đã có những điểm trả cung, và những cái điểm trả cung này đó chính là vùng 12 đến 12.5, và Hùng Lê đánh giá rằng vùng 12 đến vùng 12.5 đây chính là một cái điểm tì bật, đây chính là cái điểm tì bật để cho PVS có thể đánh một sóng sóng dài. Và đây chỉ là những cái điểm khởi động thôi, đây chỉ là những điểm để khởi động thôi. Các anh chị nhìn lại lịch sử tạo lập, PVS đã có những điểm đánh cực kỳ dài, những sóng cực kỳ dài, đây những cái sóng rất là dài các anh chị. Đây chứ không 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 đánh không đánh len nhau đâu. Cái đội tạo lập của PVS, PVS và PVD, tí nữa chúng ta sẽ nói đến câu chuyện PVD. Thì với những cái góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại thì PVS vùng 12 12.5 đó là điểm để chúng ta đánh một sóng dài của PVS, và những điểm khi chạm lại vùng 14 đúng không? Chạm lại vùng 14 PVS sẽ có những điểm chỉnh kỹ thuật, và trước khi những điểm chỉnh kỹ thuật đó để PVS bắt đầu đánh vượt thoát vùng 14, và vùng 12 đến 12.5 đó là điểm mua gom, và đánh vượt thoát vùng 14 chúng ta sẽ điểm mở điểm mua hết đối với PVS để chúng ta chờ đón một cái nhịp đánh của PVS sắp tới, bởi vì banh đang có những dấu hiệu suy yếu, và khi banh suy yếu tiền sẽ đi vào đâu? Tiền sẽ đi vào dầu khí. Ok, PVS, PVD. Đó. PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy, là khi mà chúng ta phân tích thì những cái điểm khởi động của PVD đấy chỉ là đây hiện tại đang là những cái điểm đánh khởi động thôi các anh chị. Đây, những cái điểm đánh của PVD nó đánh lịch sử về 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 quá khứ về tạo lập của PVD nó là cực kỳ khủng hoảng. Đó, cực kỳ khủng hoảng. Và đây đang là những cái giai đoạn đó, những cái giai đoạn để đánh gọi là đánh dẫn. Và với một góc độ PVD thì cũng đánh giá rằng vùng 10 đó chính là cái vùng mà đây chính là vùng mà sẽ là một cái điểm gọi là cá ở trên bờ. Cá ở trên bờ các anh chị. Đó. Khi mà PVD đánh vượt thoát 10 thì chúng ta đã có những cái điểm là dự báo rằng PVD sẽ test lại ở khoảng vùng 10, và vùng 10 này tích lũy lại thành công thì cá ở trên bờ nó đẹp lắm các anh chị ơi. Và trong team của chúng ta thì đã có những điểm mua 10.8 đến vùng 11. Chúng ta chấp nhận những cái điểm mua cao để chúng ta chờ đón một cái target, một cái sóng của P, sóng sánh đấy anh chị ạ. Và những cái định hướng của Hùng thì nó đã nằm ở đây, không chắc. Nhận định không chắc, và chúng ta tìm thử nhé. PVD. Cách đây 3 ngày đưa hai anh em, chỗ này là viết bị sai các anh chị, sai chính tả. PVS và PVD đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, và dự kiến đây những cái điểm PVS trả cung, PVD trả cung, và chúng ta sẽ cân hàng. Và Hùng thì cái quá trình phân tích cùng thì Hùng luôn tạo cho các anh chị trên team một cái những cái câu nói rất là vui để chúng ta có thêm cái động lực, đúng không ạ? Thị trường chứng khoán nó là một cái một cái sân chơi rất là căng thẳng. Đó, mùi thịt nướng thơm không ạ? Thơm chứ, ngon. Có thêm ít rượu nữa càng ngon, đúng không ạ? Ok, PVS PVD bộ đôi nhé, hai mã này sẽ thường chạy với nhau. Tiếp theo là POVK. Khi Hùng phân tích cái mã POVK thì một số anh, có một anh nào đó anh bảo là phân tích gà hóa rồng. Vẫn còn nhớ, Hùng nhớ dai lắm. Thì câu chuyện gà hóa rồng hay rồng hóa gà nó không quan trọng, đúng không ạ? POVK có một cái vùng hỗ trợ đây là vùng 10. Bản thân trong một nhịp đánh lên vùng 10 là vùng kháng cự, thì bây giờ lại trở thành một cái vùng hỗ trợ rất là đẹp của POVK. Và cái câu chuyện là POVK cần phải đánh vượt thoát được vùng 11, và hiện tại thì chưa đánh vượt thoát được. Nhưng mà với một cái lực cầu đi như hiện tại, và với một cái tâm thế và vị thế chuẩn bị cho sóng P, thì hoàn toàn POVK hoàn toàn có thể vượt vùng 11 và sau đó vượt thoát vùng 12. Và khi POVK vượt thoát vùng 12 và bay qua khỏi vùng 12 thì khi đó POVK chính thức hóa rồng, chắc chắn là hóa rồng. Đây là một mã cổ phiếu cũng rất là đẹp trong cái quá trình mà Hùng Lê phân tích. POVK rồi, OIL. 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 OIL.
Ờ, thì chúng ta có một cái nhịp phân tích ở đây là từ vùng 6.6, các anh chị có thể xem lại tất cả những bản tin trước đây, và sau đó chúng ta dò tìm lại những cái mục tiêu test và mục test không gãy và test tích lũy lại. Và hiện tại thì OI đang có một hình thành một cái xu hướng ở đây, đó là xu hướng mà OI test ở đây không gãy vùng 7.7 từ vùng 8. Từ vùng 8 và test về vùng 7.7 không gãy, ở lực cầu tiếp tục duy trì ổn định của OI, thì với những cái xu thế hiện tại như này thì hoàn toàn kỳ vọng OI sẽ bắt đầu có một cái hành trình mới từ vùng 8, và đầu tiên phải công phá vượt cho được cái vùng 9 đã. Vượt có thể chạm 9 thì nó sẽ chỉnh giảm kỹ thuật một tí như này, và sau đó thì vút lên. Có vút hay không thì chúng ta phải cập nhật các cái tín hiệu hàng ngày trên team Zalo của ông Lê. Chính vì vậy nên là các anh chị cũng có thể cân nhắc để chúng ta có thể chuyển về. Câu chuyện về BSR. BSR là một câu chuyện mà hiện tại là game game show các anh chị nhé. Game, cái câu chuyện game thì nó được hiểu như thế nào, đó là có những cái câu chuyện lình xình cơ bản ở về về mặt cổ phiếu. Thế và còn về tín hiệu kỹ thuật, đúng không ạ? Về tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta đã tìm ở một cái vùng 6 đến vùng 6.3. Đó là một cái vùng tích lũy mà khi BSR chỉnh giảm về đây không gãy, không gãy và tiếp tục duy trì ổn định, và đây chính là một phiên một phiên để cho chúng ta cái gì ạ? Tín hiệu xác nhận về dòng tiền bắt đầu quay trở lại, và ở phiên này thì chúng ta có thể mở ngay các cái điểm mua, và phiên này thì chúng ta mở điểm mua hết, bởi vì khi đó BSR đã vượt thoát vùng 6.8. Và ở các cái phân tích của BSR chúng ta xem lại nha các anh chị. Đó, 2 ngày thì cái câu chuyện về BSR đó, khi mà chúng ta phân tích ở đây phiên phiên ngày mai đó có giá khoảng 7 cộng trừ tí tẹo thì anh em canh lên thuyền. Bởi vì phiên này đã vượt thoát vùng 6.8 thì chúng ta có thể mở điểm mua hết đối với BSR rồi, bởi vì các cái điểm gom của chúng ta ở vùng 6 đến vùng 6.2, 6.3. Đó, thì ngay ngày phiên ngày hôm sau thì có những cái điểm mà ở vùng 7.2, 7.3 thì chúng ta phải canh mua. Với cái tín hiệu hiện tại của BSR thì BSR có thể treo treo ở vùng khoảng vùng 7.5. Treo ở vùng 7.5 khoảng tầm 1 đến 3 phiên, 1 đến 3 phiên sẽ test lại cái điểm này trước khi mà công vượt thoát cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 8.5. Đó thì cái kịch bản của BSR có thể là vượt tích lũy ở vùng 7.5 và sau đó công lên vùng 8.5, có những điểm test chỉnh kỹ thuật ở vùng 8, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 8 để chúng ta có thêm những cái định lượng của BSR. Và mục tiêu đâu đó nói thôi, không nói mục tiêu, bởi vì cái câu chuyện này là câu chuyện game, và game show thì thường nó hay lắm, nó vui lắm, nên là chúng ta cứ theo dõi tiếp các cái tín hiệu phân tích tiếp theo của Hùng của BSR. Bộ đôi của cái nhóm ngành, trong cái nhóm ngành đấy là Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ. Thì cái câu chuyện là một số các anh chị cũng đang khá là sốt ruột đối với câu chuyện Đạm Cà Mau. Thì cái câu chuyện ở đây nó là gì? Đó là chúng ta phân tích ở cái vùng 8. Đúng không? Vùng 8 mà chúng ta chưa gãy thì chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta nắm, quả ngọt nó phải từ từ. Và mục tiêu chúng ta gom ở vùng 8 và mục tiêu sẽ đánh chạm vùng 9.5. Từ vùng 9.5 này thì có thể có một cái nhịp vài cái nhịp chỉnh kỹ thuật mang tính kỹ thuật ở đây, thì chúng ta sẽ dò tìm tiếp các cái điểm chỉnh kỹ thuật này để chúng ta có được những cái điểm điểm gọi là điểm mua vàng sau một cái xu thế, đúng không? Có những cái điểm mua vàng để chúng ta tiếp tục hành trình của Đạm Cà Mau. Đạm Phú Mỹ, nhiều anh chị mua xong là cứ muốn cổ phiếu mình chạy tít mù, phải từ từ chứ. Một cái cây khi chúng ta trồng lên chúng ta phải chăm sóc, đúng không? Tưới tắm hàng ngày thì nó mới có quả ngọt chứ. Câu chuyện về Đạm Phú Mỹ, chúng ta đã có một nhịp phân tích, sau đó thì những cái vùng đây, những cái vùng chỉnh giảm mục tiêu ở đâu đó khoảng vùng 13.5 không gãy. Từ vùng này chúng ta không gãy thì chúng ta có thể tích lũy mua gom, lực cầu trở lại tiếp tục đánh lên để Đạm Phú Mỹ vượt thoát vùng 15, và vượt đây là đang có những cái điểm thoát lên xong không thoát, không thành công thì lại tích lũy lại, và lại đang có những cái điểm mà lực cầu sẽ quay trở lại. Mục tiêu là Đạm Phú Mỹ sẽ phải vượt thoát vùng 15 chấm mấy đây này, 15.5 hay 15.3 đây. Và khi mà cái tín hiệu vượt thoát 15.5 thì chúng ta sẽ có target tiếp theo ở vùng 17 đến vùng 18. Đối với Đạm Phú Mỹ, xu hướng hiện tại đang hoàn toàn ổn định và khả thi, không có vấn đề gì lớn. Đó. Vậy thì chúng ta vừa mới đi xong bộ nhóm ngành dầu khí, có đẹp không anh chị? Đẹp chứ?
Đẹp. Ok. Đến một cái sóng rất quan trọng, đó là sóng banh và sóng chứng khoán. Thì ngay từ những bản tin, từ bản tin 100 tại cái kỳ nghỉ lễ, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, thì diễn đàn nào cũng hô là thị trường sập, đúng không ạ? Sell in May mà, đúng không? Sell in May rồi, đâu đâu mọi người cũng bảo ôi thị trường như thế không lên được đâu. Nhưng với những góc độ phân tích của Hùng, với những định lượng mang tính chất gọi là đi sâu vào nội tại thị trường, thì chúng ta kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng đã thành công trong tháng 5. Đó là phải khẳng định đến thời điểm hiện tại. Và đối với team của Hùng Lê thì không phải bàn nữa, đối với sóng banh không phải bàn nữa. Đó, đấy là phải khẳng định đến thời điểm hiện tại như vậy. Ok. Vietcombank, Việt Việt Vietcombank. Đây các anh chị nhé, Vietcombank bắt đầu vào tháng 5 đây. Khi đó Vietcombank có giá 67.5. Các anh chị xem lại, và vùng này chính thức đồng đạp phân tích Vietcombank về đến vùng 72. Vượt thoát vùng 72 thì thôi xong, chúng ta có một cái vùng phân tích lên vùng 80. Vượt thoát vùng 80 tiếp tục bẻ kịch bản của Vietcombank về 90. Ok. Và đến thời điểm hiện tại Vietcombank đạt 89 trên 90, cách 1K nữa. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Vietcombank hoàn toàn hoàn thành cái vùng, ok, hoàn thành cái vùng 90, thậm chí là có thể đánh chạm vùng 95. Nhưng vùng 95 thì chưa, chúng ta chưa nói đến, nhưng hoàn thành đến vùng 90. Như vậy từ vùng 65 lên vùng 90, cứ cho như vậy đi, đó, vùng 65 lên vùng 90, thì chúng ta thử tính toán xem là Vietcombank đã tăng bao nhiêu phần trăm, đúng không? Và rất nhiều những anh chị em trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng đã kiếm lãi rất nhiều từ sóng banh. Đó là phải khẳng định như vậy, được chưa? Về công anh điểm mua không còn các anh chị nhá. Team cũng đang canh chốt, anh chị chú ý. Bit, ok, bit bit thì chúng ta phân tích từ vùng 31, xong đó thì vào đầu tháng 5 thì ở vùng 34.5, và hiện tại bit đang đạt ở mốc 42.1 trên vùng mà chúng ta kỳ vọng ở đây là vùng 45. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Bit thì Bit hoàn toàn đạt 45, thậm chí là 50, 55. Câu chuyện đó chúng ta sẽ tiếp tục nói đến, nhưng đầu tiên Bit sẽ phải về vùng 45 đã. Và gì ạ? Và lại một cái câu chuyện đó là gì? Chúng ta có hay không cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu? Thì với quan điểm của Hùng là không có thằng nào tốt và không có thằng nào xấu. Đúng không ạ? Tốt với người này nhưng sẽ xấu với người khác, và lý do vì sao thì các anh chị tự hiểu. ACB là gì? Mục tiêu chúng ta đặt ra đó là từ đâu đó vùng 20, à đâu, không phải vùng 20 đâu anh chị, xem lại đi, vùng 19.5 lên vùng 24. 24 hoàn thành rồi, từ 24 chúng ta sẽ kỳ vọng cái anh target cuối cùng của ACB vùng 26 đến vùng 26.5 sút. Và đến cái target đó thì Hùng Lê cũng ngừng phân tích cổ phiếu ACB, tức là chúng ta không còn cái gì để nói đến cổ phiếu này nữa, các anh chị lưu ý. Đó, hoàn thành rồi, vùng 26 đến vùng 26.5. Đây, cây nến này là cây nến bán này, sút đi còn gì nữa, ai nắm làm gì nữa, đúng không ạ? MBB đoạn này hơi nặng mông. Thực ra là MBB hơi nặng mông, nặng mông quá. MBB với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại, với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì mục tiêu là chúng ta đang đặt ra ở khoảng vùng 19. Vùng 19 MBB sẽ có những điểm trả cung lại quanh vùng 10. Đây để xem nào. Vùng 17.5 anh chị nhé, vùng 17.5 không gãy, chúng ta vẫn tiếp tục nắm với mục tiêu kỳ vọng là vùng 17.5 không gãy, tiếp tục chạm vùng 19 và đến vùng 19 đến vùng 19.5 thôi. Nhịp này thì cũng chỉ đánh như thế, và chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt. MEB đánh hơi hơi yếu. Công thương này kỳ vọng lớn này, kỳ vọng lớn ở công thương này, xem nào. Kỳ vọng lớn ở công thương thì như nào các anh chị, chúng ta này xem, bắt đầu vào tháng 5 này. Đó, những cái vùng mà chúng ta phân tích ở khoảng vùng 19.5 đến vùng 20 này, chúng ta mua này, các anh chị nhớ chưa? Và đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều những anh chị trong team của Lê cũng đang chuẩn bị canh để chúng ta chốt. Công thương đang có những điểm test lại rất đẹp ở vùng 24.
Mục tiêu của công thương chạm 24 rồi thì chúng ta sẽ đánh về khoảng vùng 26 đến vùng 27. Và về đến vùng này thì chúng ta mang hàng ra chốt được chưa? Được rồi. Quá đẹp, từ 20 lên 26. Tăng được bao nhiêu phần trăm? 6 trên 20. Ok, chạy được 30% đối với công thương. Quá là mỹ mãn. Techcombank, TCB. Techcombank có gì vui không? Techcombank thì chạy những cái nước khá là đẹp, đúng không? Từ những vùng chúng ta phân tích của Tech ở đây khoảng vùng 16.5, hoàn thành vùng 20, sau đó thì tiếp tục hoàn thành vùng 22 và cái nhịp mà chúng ta kỳ vọng cuối cùng đó là vùng 24, và đến vùng 24 này thì anh em mình mang hàng ra chốt được chưa? Được rồi, đánh thế thôi. Và Techcombank không gãy điểm hỗ trợ đây, đó là điểm khoảng vùng 20.5. Điểm 20.5 thì chúng ta tiếp tục nắm giữ Techcombank với mục tiêu đánh chạm vùng 24. Đến vùng 24 thì chúng ta cũng sẽ ngừng, coi như là quá là thành công, quá là mỹ mãn rồi, đúng không ạ? HD Bank HD Bank thì sút đi chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Sút nhanh, sút mạnh. HD Bank hoàn thành, lần lượt hoàn thành từng mục tiêu của chúng ta, từ vùng phân tích 19.5 đạt target 24, từ 24 thì hoàn thành luôn vùng 27 đến vùng 28, và lên đến vùng 27 đến vùng 28 thì sút đi, sút 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 sút, khả năng cùng lắm thì kéo lên nhịp nữa được 30, hết sóng thôi. Nếu mà từ vùng 28.5, các anh chị lưu ý ở cái khúc mà từ 28.5 đến khúc 30 chúng ta dành cho người đến sau ở 8 8 lộc một tí được không ạ? Như thế cũng là happy. Chúng ta chốt sút, và trong team thì cũng đã khuyến nghị chúng ta sút rồi. HD Bank sút đi chứ còn gì nữa. Đâu? 3 ngày, 4 ngày. Khả năng khuyến nghị sút là nằm ở room N01, bởi vì room không chat này thì gần như ông Lê chỉ phân tích thôi, chứ khuyến nghị sút là nằm ở room kia. Nhưng mà tóm lại vùng đấy là sút được rồi. Gặt lúa non nó thơm lắm. Thơm mới ngon lắm. Anh chị đừng có tham. VBank thì đối với VBank chúng ta có một cái quá trình phân tích đâu đó khoảng từ vùng 19 đến vùng 19.5 và mục tiêu ở vùng 24. Và sau đó thì VBank chúng ta tiếp tục có những cái điểm phân tích kỹ thuật, những cái điểm trả cung đẹp của VBank ở khoảng vùng 22.5 đến vùng 23 không gãy, thì VBank tiếp tục công lại vùng 24, vượt thoát vùng 24. Mục tiêu tiếp theo của VBank nằm ở khoảng vùng 28, 27 đến vùng 28, và đến cái vùng đó thì chúng ta cũng xuất xa được rồi cả nhà. Ngân hàng chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu STB. STB cơ bản là chờ đón ở mốc 11, và về lý thuyết thì phiên ngày hôm nay đạt khoảng vùng 10.9 trên 11, tức là như vậy là chúng ta cũng chốt được rồi nhé, chốt được rồi các anh chị nhé. Phân tích ở vùng 11 mà đạt 10.9 thì coi như là mỹ mãn rồi, còn cái gì nữa, có còn cái gì hơn nữa không? VIB, VIB cũng 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 đạt target thiết kế đó. VIB, các anh chị nhớ lại những cái vùng mà chúng ta bắt đầu vào tháng 5, chúng ta phân tích VIB ở khoảng vùng 14 đến vùng 14.2. Mục tiêu đầu tiên VIB đánh chạm vùng 16, hoàn thành vùng 16, đúng không ạ? Và sau đó thì ngồi trên vùng 16 chúng ta tiếp tục hoàn thành kỳ vọng ở vùng 18, đạt 18 chứ các anh chị, đạt rồi, phiên này đạt 18 rồi. Và khi đạt về vùng 18 thì thường ấy là VIB lại phải test test lại một tí ở đây và test test lại một tí ở đây, thì cuối cùng là VIB sẽ đi về vùng 19, và đây cũng là vùng cuối cùng mà Hùng phân tích mã cổ phiếu VIB. Những điểm trả của VIB có thể tính toán ở quanh vùng 17.5. Vùng 17.5 không gãy. 17.4 gì đó, nói chung là quanh quanh đó. Tất nhiên là nó không thể chính xác tuyệt đối được anh chị nhé. Nó tương đối thôi. Sẽ có những cái điểm trả cung của VIB ở quanh vùng 17.4 không gãy.
Thì sẽ có 1 đến 2 phiên nữa, cơ hội sẽ đánh chạm vùng 19 và đây là cũng là cái target cuối cùng mà Hùng kỳ vọng đối với cổ phiếu VIB. SHB thì khuyến nghị T3 chốt rồi. Mua từ vùng 10.11.7. Lãi là chốt. Không quan trọng cái gì cả. LPB. Đó, LPB ok, hoàn thành vùng giá mục tiêu 8.7 đến vùng 9. Sút thôi ạ. Mà khả năng nhịp này em này đánh đánh kiểu gì ấy nhỉ? Đánh kiểu gì nhỉ? Ok, thay đổi kịch bản lại em này một tí. Đang đẹp. Rồi, hoàn thành vùng 9, hoàn thành vùng 9 xong các anh chị nhá, sẽ có những điểm test cung. Ok, test cung đây đi. Vùng 8.5, 8.5 lại là trở thành một cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật của LBP. Ở vùng 8.5 sẽ test thêm một hai cây nến nữa. Chúng ta canh mua rồi ok, chốt rồi thì chúng ta mua lại vùng 8.5. Làm nhát nữa 10. Về 10 thì thôi chúng ta chốt nốt nghỉ ngơi. Gọi là cái nhịp này là cái nhịp vơ bèo vợt tép các anh chị nhá. 8.5 về 10 đâu đó được mấy phần trăm đó, các anh chị có thể xem lại. Ổn chứ đúng không? Được. Và một cái định lượng nó rất là quan trọng trong những cái phân tích của Hùng trong những cái thời điểm hiện tại, đó là nhóm chứng khoán CK. Thì đây là một các anh chị có hỏi là chúng ta sẽ tiếp cận những cái phân tích của như thế nào. Cách đây 12 ngày chúng ta đã nói đến nhóm ngành chứng khoán. Rồi hiện tại đúng không ạ? Bộ ba các cái mã cổ phiếu cách đây 12 ngày đúng không? Nhóm ngân hàng đây, Công Thương, VIB, VBank, HD Bank, còn chứng khoán chúng ta nói đến HTM, SSI và SHS. Đó, rồi cách đây 5 ngày đúng không? Chúng ta nói đến câu chuyện gì và lần lượt thì chúng ta sẽ xem thử những cái định hướng của chúng ta nó đi đến đâu. Đầu tiên là HCM, Hùng chỉ phân tích những cái mã cổ phiếu gọi là cổ phiếu hàng đầu thôi. Đó, HCM mà khúc ở dưới này là xong rồi nhá. Khúc 18 là hoàn thành rồi nhá, từ 18. Tiếp tục cùng bài kịch bản phân tích HCM từ vùng 18 chạm vùng 22 chỉnh giảm kỹ thuật và sau đó thì sẽ có một sóng dài của HCM. Tại vì sao chúng ta lại nói đến câu chuyện về sóng ngành chứng khoán? Nó đẹp chứ, đẹp lắm. Với những cái động thái hiện tại, HCM đang bị đè ở vùng giá 20 và khả năng cao thì 1 đến 2 phiên nữa thôi, HCM sẽ vượt thoát vùng 20. Và đi về vùng 22 thì đấy là cái điểm mà chúng ta sẽ chốt đầu tiên, và sau khi chốt ở điểm 22 thì quan sát những cái phân tích kỹ thuật của Hùng ở trên team để chúng ta dò tìm lại vùng giá mục tiêu dưới này để chúng ta mua. Thì cái cách mà Hùng hướng đến các nhà đầu tư là gì? Khi chạm vùng 22 chúng ta sẽ bán đi 50%. Tức là giả sử chúng ta nắm 100.000 cổ phiếu HCM thì chúng ta sẽ bán đi 50.000 ở vùng 22. Sau đó thì nó có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật. Ví dụ như nó chạm chạm về 21, chúng ta mua lại 50.000 ở vùng giá 21. Ok chưa? Rất là an toàn. Trong những cái chiến lược của chúng ta có những cái điểm chốt lời để chúng ta bảo toàn lợi nhuận và chúng ta lại tiếp tục ở cái vùng 21 đâu đó, những cái vùng vùng mà không gãy ở đây, đúng không? Thì chúng ta lại tiếp tục đánh tiếp một cái nhịp 26 thì hơi căng nhưng mà 24 thì hoàn toàn khả thi. Đó, ví dụ như vậy đúng không? Chứng khoán có dễ không anh chị? Dễ thế, sao lại dễ vậy nhỉ? SSI nhá, khúc khúc mười mấy đây nhỉ, khúc 14 là 14.5 này hoàn thành rồi nhá, và từ khúc này thì bắt đầu chúng ta phân tích khúc 2. Khuyến nghị mua rồi, lên lên thuyền hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ chờ nữa thôi. Khúc 2 sẽ đánh chạm vùng 16 và cái điểm 16 này là cái điểm nó khá là củ chuối, củ từ, bởi vì là kháng cự mà. Đó, thì các anh chị nhìn thấy này, vẫn chưa vượt được. Nhưng với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SSI thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng vùng 16 nó sẽ đập bể thôi. Tuần tới, tháng tuần tới sẽ đập bể vùng 16, và khi bể vùng 16 rồi thì SSI sẽ đi về vùng 18 cộng đến vùng 19. Về vùng 18 cộng đến vùng 19 rồi thì đi về đâu các anh chị? Đi về vùng 25, 26 nó dài lắm, nhưng mà cứ từ từ đúng không? Chúng ta lần lượt chúng ta phân tích từng cái ngõ ngách con sóng SHS. Đó, SHS, ôi chà, ba cây dựng đứng chọc trời như thế này thì có sướng không anh chị? Sướng chứ. Và SHS trong một cái nhịp phân tích định lượng đây đúng không? Chỉnh giảm kỹ thuật đây, cái nón đây này, cái nón này là điểm rơi sâu sâu ở khoảng vùng 8.5.
Đó, vùng 8.5 mà không gãy thì mục tiêu tiếp theo là sẽ đánh đâu đó vượt lại về vùng vùng 10 đây này. Thoát 10 thì thôi, thoát 10 thì coi như SHS đấy, một cái lực cầu đánh cực mạnh. Và cái câu chuyện về tạo lập của SHS thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị là gì? SHS có một cái tạo lập cực kỳ khét tiếng và nó đánh từ vùng 4 lên vùng 16 nhân 4 các anh chị nhá. Còn những cái đoạn mà từ vùng 6 lên vùng 12 mới nhân 2. Câu chuyện rất bình thường về tạo lập của SHS và với những cái động thái hiện tại thì không biết SHS chạy đến đâu đâu các anh chị. Không biết chạy đến đâu đâu. Chịu rồi đấy. Bây giờ là về vùng 14, sau đó về vùng 16 nó chỉ còn là thời gian thôi. Và trong tuần vừa rồi thì chúng ta bổ sung thêm hai mã cổ phiếu mua mới trong ngành chứng khoán MBS. MBS chúng ta phân tích ở vùng đâu đó đây nhá, ở vùng đâu đó ở vùng 10. Ở vùng 10. Đến vùng 10.2 thì chúng ta đã có những cái phân tích và với những cái động thái hiện tại đánh của MBS, MBS thì có một đặc điểm là gì? Đánh nó chậm nhưng mà khá là chắc. Đó, đi đến đâu xây chắc đến đó. Và cái lịch sử tạo lập của MBS thì cũng không khác gì thằng SHS cả, và cái đích đến tiếp theo đó là từ vùng 10 đánh lên khoảng vùng 12, 13 gì đó, và với một cái mục tiêu như vậy thì đâu đó chúng ta đang có một cái mức lãi ít nhất là 10% và cao nhất là 30%. Thơm. CTS. Mã chứng khoán thứ hai đó là mã cổ phiếu chứng khoán về CTS. Cũng là một cái mã mà lịch sử tạo lập của CTS thì cũng kinh điển lắm các anh chị. Và đây chúng ta sẽ nói đến CTS. Cách đây một ngày. Ở khởi nguồn đó, SSI, HCM và SSS, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến CTS. Và cái điểm mua mục tiêu đây, khuyến nghị mua rồi, chúng ta chấp nhận mua giá hiện tại cách đây một ngày. Đâu đó khi đó thì giá 7 chấm không không nhớ, khi không biết là đâu đó ở khoảng 7 chấm mấy đây này, 7.2 gì đó, 7.2 khoảng khoảng đó. Và sau khi mà phân tích xong một phát thì CTS đóng trần luôn. Đóng trần luôn thì phiên ngày hôm nay CTS là hàng T1 7.6 và dự kiến ở khoảng vùng 8.5 đến vùng 9 đó. Vậy thì khi mà các anh chị tiếp cận được đến những cái phân tích của Hùng thì vô hình dung là chúng ta bị chậm chân rồi. Vậy thì tại sao mà chúng ta không về với team của Hùng Lê ạ? Đúng không ạ? Các anh chị giao dịch ở công ty chứng khoán cũ thì các anh chị vẫn phải mất phí mà. Về với Hùng thì VPS còn miễn phí giao dịch mà lại được thừa hưởng cái nguồn tài nguyên phải nói là tuyệt vời. Ok, nhóm chứng khoán chúng ta chỉ nói đến như vậy thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến ngành ngành gì các anh chị, ngành thép đúng không ạ? Ngành thép vẫn vẫn khỏe phết. HPG. Bản thân HPG thì ở khoảng vùng 20 28 29 đây đang là những cái điểm kéo xả thôi, khả năng là những cái điểm kéo xả của Hòa Phát sẽ kéo lại về vùng 28. Kéo những cái điểm ngắn, và với quan điểm của Hùng thì khi mà cổ phiếu kéo những cái điểm này và có thể sau đó sẽ xả tiếp. Khi mà cổ phiếu đã về đến những cái vùng này rồi, đấy là cái vùng không còn thơm nữa, kèo này không còn thơm nữa, bỏ qua. Hoa Sen thì ai chả điều điều này của Hoa Sen kinh. Với những cái động thái kéo hôm nay của Hoa Sen, khả năng Hoa Sen sẽ kéo lên khoảng vùng 11 đến vùng 11.5 mới phân phối. Và với quan điểm là gì, cũng kèo này cũng không thơm nữa, ai thích đu thì đu, Hùng thì Hùng không có chuyến. Chúng ta còn nhiều cái mã cổ phiếu đẹp hơn. NKG Nam Kim hoàn thành mục tiêu đó. Thế thì cái quá trình mà chúng ta đi phân tích định lượng một cái mã cổ phiếu thì chúng ta phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn khi khi mà Nam Kim, khi chúng ta nắm giữ Nam Kim ở vùng này, rất nhiều anh chị là ở vùng 6.6 Nam Kim không tăng thì mọi người cứ sốt ruột bảo là sao mọi con khác nó tăng mà con mình không tăng, thì phải từ từ nó mới tăng. Và đến tại thời điểm hiện tại Nam Kim kỳ vọng ở khoảng vùng 8.5, maximum ở khoảng vùng 8.5 đến vùng 8 đến vùng 8.5 chốt hàng. Và đến đây thì chúng ta cũng sẽ hoàn thành cái mục tiêu của Nam Kim, và có thể đến cái vùng này thì Nam Kim cũng sẽ có những cái điểm phân phối ở đây. Kết thúc sóng thép. Đối với ngành xây dựng thì chúng ta chỉ phân tích một số các cái mã cổ phiếu đầu ngành.
Tại sao nó lại gọi là đầu ngành thì Hùng cũng khó khá là định lượng, nhưng mà HDC, với quan điểm là những cái mã cổ phiếu mà đẹp thì tạm gọi là mã cổ phiếu đầu ngành. Ồ, em này hình như là chia hay sao nhỉ? Các anh chị kiểm tra lại có phải chia cổ tức không nhỉ? Sao lại như này? Mà HDC thì vùng 16, 16 hoàn thành chắc chắn là khả năng là chia cổ tức hay sao này, bởi vì những cái điểm vẽ này nó đang bị rời rạc. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HDC, ngày phiên ngày hôm nay rất là đẹp, đánh vượt thoát vùng ở đây là vùng 16. 16 trở thành một cái điểm tì bật của cổ phiếu này. Cái khúc đâu đó phân tích từ vùng 10 mười mấy anh chị nhỉ, 10 14 13 gì đây này, lên vùng 16 hoàn thành rồi. Và với một cái kịch bản hiện tại thì ở đây tiếp tục kỳ vọng ở khoảng vùng 18, mạnh hơn sẽ là vùng 19 đến vùng 20. Ok, ta sẽ di chuyển mấy cái mô hình này sang. Tiếp theo đó là Đạt Phương, DPG. Bản thân Đạt Phương trong cái tạo lập á, thì Đạt Phương có một cái quá trình tích lũy rất là lâu. Tuy nhiên sau một cái nhịp tích lũy rất là lâu đó thì Đạt Phương sẽ có một cái sóng chạy cực kỳ khỏe. Và đây chính là những cái nhịp tích lũy của Đạt Phương. Và Đạt Phương thì sẽ cần cái vùng tích lũy ở đây đó là vùng 22.5, 2.5 không gãy, 2.5 không gãy, và Đạt Phương cần phải vượt thoát được cái vùng 26. Cứ cho lên khoảng vùng 26 đi cho nó đẹp đó. Khi vùng tích lũy này chính là những cái điểm mà chúng ta mua gom, và khi Đạt Phương vượt thoát vùng 26 chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Mục tiêu đầu tiên Đạt Phương sẽ đánh chạm 30, và sau khi chạm 30 xong thì sẽ có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật trước khi mà Đạt Phương có một cái sóng chạy nước rút. Đạt Phương khi chạy nước rút sướng lắm các anh chị, cứ chờ Hùng đi. Chúng ta sẽ nói nhiều và chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về Đạt Phương ở sau này. Các anh chị cứ yên tâm là như vậy. Những cái phân tích của Hùng Lê nó là những cái phân tích đi ngược. Xin lỗi, đi 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 sớm hơn thời gian. Và một cái câu chuyện là cô Tích Công, CTD, trong trong cái tuần vừa rồi đó thì rất nhiều những anh chị em lúng túng, và cái sự lúng túng này chính là một cái vòng cực kỳ luẩn quẩn của các anh chị. Ở cái vòng luẩn quẩn đó là gì? Mua đỉnh và bán đáy. Thì tại vì sao chúng ta lại nói cái câu chuyện mua đỉnh bán đáy? Thì bản thân trong team của ông Lê, mặc dù là ông Lê đã có những cái phân tích cực kỳ cặn kẽ, nhưng những anh chị vẫn có những anh chị xúc ở vùng 77 đến vùng 78, để rồi sau đó ăn một cây sàn, và cây sàn thứ nhất là bắt đầu hoang mang, đến cây thứ hai là Hùng ơi có mua không, à có bán không em, đoạn này như thế nào. Thì chúng ta sẽ nói lại đến câu chuyện cô Tích Công. Khi cô Tích Công phân tích ở vùng 55 và hoàn thành cái vùng mục tiêu 70, 70 này sẽ có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật ở vùng hỗ trợ là vùng 66.5 không gãy, thì chúng ta có một target tiếp theo từ vùng 66.5 lên vùng 80. Và trên thực tế là cô Tích Công đã đạt được đâu đó khoảng vùng 70, 70 mấy các anh chị, 78, 78, 79 gì đấy, 78, 7, cứ cho khoảng vùng 78, 79 đi, 78.5, chưa đạt được vùng 79 đâu, 78.5, tức là gần về đến cái target phân tích rồi, gần về đến vùng kháng cự rồi mà các anh chị vẫn mua vào, thì đấy là các anh chị sai, chứ không phải phân tích của Hùng bị sai. Bởi vì về mặt lý thuyết là khi chạm về 80 thì sẽ chỉnh, và sẽ chỉnh về đâu? Tức là những cái điểm dự kiến chỉnh ở khoảng vùng 69 đến vùng 70. Đó. Thì thay cô Tích Công là trong tuần vừa rồi có một câu chuyện cơ bản về sát nhập, về đấu đá nội bộ, vân vân và vân vân. Tuy nhiên nếu không có cái câu chuyện về 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 đấu đá nội bộ thì về đến 80 nó vẫn chỉnh cơ mà. Vậy thì tại sao chúng ta lại mua ở đó? Và cái câu chuyện là các anh chị bán đúng đáy, bán đúng vùng hỗ trợ đây, bán đúng vùng 66.5. Trong team của ông Lê thì không ai bán đúng cái điểm này, nhưng mà trên thị trường và có nhiều những anh chị khác sẽ bán ở vùng này, chắc chắn là như vậy. Ok, và bán xong thì sao ạ? Cô Tích Công lại vòng lên 75. Có tiếc không ạ? Tiếc chứ. Và cái vòng luẩn quẩn đó, cái vòng luẩn quẩn đó cứ xoáy chúng ta. Đó, cứ xoáy chúng ta. Ok. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cô Tích Công sẽ có những cái điểm test lại vùng hỗ trợ của cô Tích Công là vùng 70. Và cô Tích Công đến hôm nay nó là hàng T1 đây, ngày có luôn những cập nhật cho các anh chị rất là 2 ngày trước, khuyến nghị mua lại luôn, canh ở vùng 66.5 67 bắt lại 30% vị thế, break nền 70 mở điểm mua hết, lại chào đón lại target 80 ta lại bán. Được chưa? Những cái vòng quay của Hùng Lê nó rất là hợp lý và logic, anh chị yên tâm. Và những cái phân tích
của Hùng thì nó mang một cái là cái điểm tựa về tâm lý và tinh thần rất là tốt. VCS đây, hai anh em. Cái câu chuyện về VCS đó là một cái câu chuyện về kỳ vọng một cái sóng dài, và dài hay không và dài đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích hàng tuần đó. VCS không gãy vùng 65 đến vùng 60 65.5, ok, chúng ta sẽ chờ đón VCS công lại vùng 68, vượt thoát vùng 68 thì chúng ta có một cái target tiếp theo ở khoảng vùng 75 đến vùng 80. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì kỳ vọng sang phiên ngày thứ hai, phiên thứ ba sẽ có những cây nến ngồi, và đây sẽ là những cây nến ngồi thành công. Cây nến ngồi thành công có nghĩa là ngồi trên vùng 68. Và khi những cây nến ngồi thành công này xuất hiện thì đấy cũng là những cái dấu hiệu để giúp cho Hùng Lê có những cái phân tích định lượng tiếp theo ở khoảng vùng 75 đến vùng 80 đối với VCS. HDG Hà Đô. HDG cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta có những cái phân tích định lượng rất là đẹp đó. Bản thân HDG chúng ta có một cái phân tích ở đây này, từ vùng 21 và mục tiêu đánh chạm vùng 26, xong rồi khúc 26 đây, điểm ngồi lên và có những cái điểm không gãy vùng 27, ok, tiếp tục vùng không gãy vùng 27, tiếp tục có một vùng tiêu ở vùng giá mục tiêu 31.5 đến vùng 33, và với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể khả thi để chào đón cái target tiếp theo của HDG. Ngày hôm nay thì chúng ta có cái ông TCH cũng là trong cái nhóm ngành xây dựng các anh chị nhé, nhưng mà TCH thì được xếp vào cái gì? Xếp vào danh mục các mã cổ phiếu đầu cơ, và chính vì cái sao lại đầu cơ, bởi vì nó tăng từ 25 lên đến tận 45 trong một chớp mắt thì nó là đầu cơ. Bản thân thì tạo lập của cổ phiếu này thường là sẽ rũ hết sạch sẽ đó, thì bây giờ là sẽ lên đến cái vùng đâu này, vùng 23.5 này, nó rũ một phát về đây là khả năng là một số các đồng chí anh em đã ra đi từ từ đây. Tuy nhiên với quan điểm cùng là 20 là vùng chúng ta gom cơ mà, thì vùng 20 chưa gãy, tiếp tục nắm giữ và mục tiêu lại đánh công lại vùng 23.5. Vượt thoát vùng 23.5 chúng ta sẽ có target 3x và 3x, 4x, 5x, cái gì gì ở trên này thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. TCH nó đầu cơ hay lắm, anh chị cứ chờ mà xem. Một mã cổ phiếu về ngành xây dựng vào ngày hôm nay đó là mã cổ phiếu HBC. HBC khả năng là hồi sinh. Nó là một mã cổ phiếu về ngành xây lắp và đang có những dấu hiệu hồi sinh. Thì dấu hiệu hồi sinh đó chính là những cái điểm mà chúng ta phân tích của HBC ở khoảng vùng 7. Các anh chị xem lật lại những bản tin phân tích tuần trước đây, sau đó thì là vùng 8. Vùng 8 chính là cái vùng mà để cho giúp cho chúng ta có những cái phân tích định lượng cuối cùng của HBC. Khi HBC vượt thoát vùng 8 thì mục tiêu đó là ở vùng 10. Và hiện tại thì những cái tín hiệu kỹ thuật đang ủng hộ cho HBC đi về vùng 10. Và khi HBC chạm 10 thì sẽ có những cái điểm test chỉnh kỹ thuật lại ở đâu đó khoảng vùng 9.5. Chỉnh vùng 9.5 xong sẽ có những cái điểm tích lũy và bắt đầu bên này một con dốc, bên này một con dốc. Và con dốc này thì nó cũng khủng hoảng đó các anh chị. Con dốc này nó đi thì thôi rồi. Thôi rồi lượm ơi. Tuyệt vời lắm. Và chúng ta sẽ chờ con dốc ở bên này. Trong team của ông Lê thì cũng anh chị đã cũng đang một số đang nắm mã cổ phiếu HBC và chúng ta sẽ tiếp tục nắm một số các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt mà chúng ta phân tích ở trong thời gian vừa qua. FRT, FRT thì có đẹp không cả nhà? Đẹp chứ. Mục tiêu vùng 3x đang gần gần như gần gần hoàn toàn hình thành hiện thực. Và những cái phân tích định lượng của chúng ta đó nó theo sát hàng ngày. Tức là khi mà FRT chỉnh giảm thì rất nhiều những nhà đầu tư sốt ruột, nhưng với cái sự động viên, đúng không ạ? Mà nói động viên nó không đúng. FRT cập nhật 5 ngày trước. Đây, thế thì là cập nhật ở bên kia rồi. Đây, cập nhật ở bên team N01. Team N01 là team 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 thảo luận nên là vừa có những cái phân tích định lượng và vừa anh chị vừa chat ở trên đó. FRT.
Mà sao lại như vậy nhỉ? Đây cơ mà, đó. Đây. FRT. Ngày hôm qua, ngày hôm qua. Tuần phân tích. Đây. Không gãy 25, mục tiêu 30. Đó. Vậy thì khi mà các anh chị có hỏi như thế này thì đấy là những cái câu trả lời như thế này sẽ làm tăng thêm cái niềm tin đó, cái niềm tin để cho chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu để hoàn thành các cái mục tiêu nó cao hơn. Thì đối với FRT là như vậy. FRT với cái tín hiệu hiện tại này thì vùng 3x nó là chỉ còn là thời gian thôi, và không những là 3x, 3x mà khi chạm về 3x rồi thì nó có thể nó sẽ có những cái động tác chỉnh kỹ thuật và tiếp tục dò tìm các cái vùng giá, vùng chỉnh kỹ thuật này để xem thử là FRT có về được 4x hay không. Đó, những cái sóng rất là dài và khi mà chúng ta bắt được những cái nhịp sóng này thì sướng lắm. Ta chả phải làm cái gì cả. Mã cổ phiếu PTB đúng không ạ? PTB rất là quen thuộc và rất là PTB Phú Tài. Bởi vì xét về những yếu tố tạo lập trong lịch sử thì PTB cũng đã có một cái nhịp tăng rất là những cái nhịp tăng của PTB thì tí tã luôn. Và PTB đã rơi từ vùng 70 về vùng 30 thì ngay lập tức từ cái vùng 30 là chúng ta đã có những cái phân tích định lượng rồi. Đó thì cái định lượng thứ nhất đó là PTB về đâu đó khoảng vùng đâu các anh chị nhỉ? Về đâu khoảng vùng 40 đến vùng 42. Khúc này xong rồi. Sau đó thì chúng ta tiếp tục phân tích PTB từ vùng 40 đến vùng 42 và mục tiêu chạm vùng 50. Đó. Và cái khúc này thì cũng chuẩn bị hoàn thành. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì PTB đang rất là đẹp khi mà PTB không gãy cái nền 45 46 và một số các tài khoản là đã bắt đầu mở mua ở những cái điểm 45 46 này rồi. Đấy là những cái điểm mua tích lũy. Và đó chỉnh về đây không gãy thì lại công lại vùng 50. Công 50 xong rồi thì nó sẽ chỉnh kỹ thuật ở đây. Thì tại những cái điểm chỉnh kỹ thuật đó thì chúng ta có thể canh để chúng ta chốt đi 50% và chúng ta sẽ mua gom lại ở đâu này. Và những cái điểm gom mục tiêu này thì cũng sẽ phân tích ở trên team Zalo, còn trên điểm điểm bản tin tuần thì khả năng là nó sẽ bị trễ. Đó, và chúng ta sẽ dò tìm những cái điểm mục tiêu đây để chúng ta tiếp tục vào hay không, để chúng ta chờ một cái target đâu đó ở khoảng vùng 60, ví dụ thế. Nôm na nó là vậy. Cổ phiếu ba con na. Bao na. Đó. Ngay từ đầu tuần thì chúng ta đã có những cái phân tích định lượng về ba con na và mục tiêu chạm vùng 14 cộng. Thì nó chạm mất rồi, đúng không ạ? Đó, và khi mà cái bản tin này đến với các anh chị thì bao na chuẩn bị mang hàng ra chốt, đúng không? Thì chúng ta lại bị chậm mất rồi, chúng ta bị chậm mất rồi. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của bao na thì bao na sẽ đánh về chạm vùng 15, sau đó sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật. Sau những cái điểm chỉnh kỹ thuật này chúng ta sẽ có những cái target tiếp theo của Bana ở những vùng cao hơn, thì chúng ta sẽ chờ những phân tích tiếp theo của vùng lên. Một mã cổ phiếu nữa là TLG. TLG thì cái bản chất của nó là gì? Bản chất của TLG là bản chất đang tích lũy nền sau một cái kênh xu thế giảm trung hạn, và khi mà tích lũy nền xong rồi thì cổ phiếu này sẽ túc tắc đi lên, và bản thân cái nền 30 chính là cái điểm tì bật mang một cái xu hướng về mặt trung hạn của cổ phiếu này. Đó, các anh chị cứ chờ đi, vùng 30 sẽ là vùng tì bật và cổ phiếu cứ túc tác vậy, tích lũy lại, và đây đang là những cái điểm tích lũy nền. Và sau khi mà cổ phiếu này tích lũy nền xong thành công rồi thì lúc đó cổ phiếu như vậy cứ túc tác đi lên thôi, và TLG là một cái mẫu hình của cổ phiếu đi chậm và đi chắc. Đi chậm và đi chắc, các anh chị lưu ý. Mã cổ phiếu PAC, PAC. PAC cũng là một mã cổ phiếu mà ông Lê dành những cái niềm tin, dành những cái kỳ vọng lớn, và bản thân là cái điểm điểm xây nền thứ nhất đó là điểm xây nền 18. Và những cái điểm xây nền thứ hai đó là những cái điểm xây nền từ khoảng vùng 21 đến vùng 22. Và khi PAC vượt thoát nền, đó là vượt thoát khoảng vùng 23. 23. Đó, 21 chấm mấy đây này? 21. Thôi không, cứ để đây, để vùng 22 đi, tại vì vùng 22 ở trên này. Đó, và khi PAC vượt thoát cái vùng 23.5, à xin lỗi cả nhà, vùng 23, thì đây là những cái tín hiệu. Và đối với PAC, lịch sử tạo lập của PAC, và chính vì tại vì sao mà Hùng lại phân tích PAC ở thời điểm hiện tại. Đó,
nó có lý do chứ không phải là tự dưng là trời ơi đất hỡi mà không phân tích đâu. Tất cả những cái phân tích định lượng của Lê đều có khoa học, đều có cơ sở của nó, và Hùng sẽ tiếp tục kỳ vọng một cái target rất đẹp của PAC đó, sau khi xây xong nền 18 và sau tiếp tục là xây xong cái nền 21 đến nền 22. Các anh chị chờ đón. Ở một mã cổ phiếu rất mới và tuyệt vời, CSV. Không chắc chúng ta lại vào lại cái team kia, team thảo luận nó nhận định không chắc đây. CSV, CSV. Một cái mã cổ phiếu cách đây 2 ngày đó ta phân tích đẹp lắm nghe chị. CSV là một mã cổ phiếu nó khá là đặc thù, khá là ngành, một cái ngành đặc thù. Và CSV thì mục tiêu trước đây thì có nói đến, nhưng mà sau đó thì một số các bản tin tuần thì chúng ta quên mất, chúng ta không phân tích lại. Nhưng mà cái điểm đầu tiên đó là từ vùng 20 và mục tiêu chạm vùng 25. Chạm vùng 25 thì sẽ có những cái điểm test tích lũy lại quanh vùng 23. Vùng 23 không gãy, đó chính là những điểm mà chúng ta điểm mua vàng các anh chị, đó là những cái điểm mua vàng. Điểm mua vàng. Và mục tiêu công lại vùng 25, công lại vùng 25. Xong rồi á. Đây, điểm mua vàng là vùng 22.5 đến vùng 23. Và mục tiêu tiếp theo là công lại vùng 25 và xu hướng chạm 3x, tức là kỳ vọng đang tăng khoảng tầm 30%. Nghe đến một cái lợi nhuận khoảng 30% các anh chị nghe có sướng tai không các anh chị? Sướng chứ. Gửi tiền tiền lãi gửi ngân hàng 1 năm được có 8%. Đúng không? Trong khi đấy một cái nhịp sóng đánh cổ phiếu nó lãi 20 30%. Sướng không anh chị? Sướng. Sướng lắm. Thì mục tiêu đầu tiên đó là phải công lại vùng 25, vượt thoát vùng 25 rồi chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo của CSV, và CSV có những câu chuyện mà thời điểm hiện tại chúng ta cần phải quan tâm đến nó. Đẹp lắm. Khi CSV mà về vùng 30, 32, 34 thì thôi, lúc đó thì thịt nướng nó thơm vô cùng. Tiếp theo một mã cổ phiếu nữa, ngành nước TDM. TDM các anh chị, TDM. Và khi nói đến TDM thì muộn mất rồi các anh chị ạ. Các anh chị đến với các anh chị là quá muộn rồi. Đó. Vậy thì tại sao mà chúng ta không về với Hùng Lê đi ạ? 5 ngày trước được chưa? 5 ngày trước chúng ta đã có phân tích về mã cổ phiếu TDM. Đây, 5 ngày trước. Lúc đó thì Hùng có phân tích đến MBS đây, mua đi ạ, đúng không ạ? LDG đây, mua đi ạ. TDM đây mua đi ạ, VSC đây ạ, VSC trả cung để tí nữa ta xem luôn con VSC. TDM cập nhật lại, ok, xu hướng hiện tại ở vùng 20.5 đến vùng 21, đây là điểm mua vàng và dự kiến tích lũy thành công ở vùng này, tiếp theo sẽ là vùng 26 cộng. Như vậy là kỳ vọng up khoảng 20%. Đó, toàn các cái mã cổ phiếu phân tích mà cứ tăng 26% thì có sướng không anh chị? Sướng chứ. 10% nó đã là hạnh phúc rồi. Đó. Thì cái vùng mua vàng cách đây 5 ngày đó là vùng 20.5 ở vùng 21 đó, thì những cái điểm đây này, lick tích ở đây chúng ta mua. Và bây giờ nó là vùng 23 rồi và mục tiêu vùng 26 cộng, không có gì thay đổi cả. Đó, muộn chưa? Muộn rồi. Như vậy là đã bị chậm chân rồi, đúng không ạ? Thử xem con VSC chúng ta phân tích cách đây 5 ngày đó. Thì con VSC đang có những cái điểm trả cung, tức là bản thân là khi mà nó chạm đây vùng kháng cự là 3x thì nó sẽ có những cái điểm trả cung, và những cái điểm trả cung này không gãy đâu đó. Đâu đó không gãy vùng 27.5, chúng ta cân hàng tức là vùng 27.5 đến vùng 28. Chúng ta mua xong thì như thế nào ạ? Chờ công vùng 30, thủng vùng 30, break lên thì sẽ có vùng 37 đến vùng 38 tiếp tục ở một cái target thứ hai. Đó. Đây này. Nhiều lắm. Và một tuần thì các anh chị biết là rất nhiều những cái thông tin trên room đó. Đặc biệt là phái sinh nhá, các anh chị long sọt đấy, long sọt tí tã luôn, và những cái phân tích về mặt cổ phiếu đã chuẩn như vậy thì phái sinh thì Hùng Lê phân tích cũng tí tã luôn, các anh chị yên tâm, có đủ công cụ để chúng ta chiến đấu. TV2 đó, TV2 thì đường về 85. Từ đâu đó những cái vùng phân tích của TV2 khoảng vùng 55, ta xem lại những cái bản tin cũ của chúng ta.
Về 85 thì chỉnh giảm kỹ thuật và có thể kéo một nhịp cuối về khoảng vùng giá 90 đến 95 nữa, hết sóng. Đó. Dễ không ạ? Rất dễ. Mã cổ phiếu BFC cũng là một cái mã cổ phiếu mà về ngành phân bón. BFC cũng đã lên tàu hết rồi, vùng phân tích định lượng ở vùng 11 và kỳ vọng đánh đâu đó chạm khoảng vùng 10 15 16 gì đó. 15 16 thì sẽ chỉnh kỹ thuật. Sau đó có đi tiếp hay không thì Hùng sẽ dò tìm, chúng ta sẽ dò tìm những cái vùng giá mục tiêu trả cung ở đây. AMV và KDH à? Ok. Thiếu mất một mã cổ phiếu KDH trong phân tích định lượng về nhóm ngành xây dựng, ta nói lại. KDH. Ở đó KDH rất đẹp và KDH đã có những điểm bươn lên rất đẹp đây, và những điểm trả cung ở khoảng vùng 22.5 đến khoảng vùng 23. Ở đây là những cái điểm mua vàng để chúng ta canh một cái nhịp tiếp theo, đó là đánh chạm khoảng vùng 26. Như vậy là chúng ta cũng có một cái target nho nhỏ ở đây. Nói nho nhỏ nhưng mà cái lợi nhuận thì các anh chị có thể chia lại. AMV. AMV có đẹp không anh chị? Đẹp chứ. Nhìn thế này có đẹp không ạ? Nhưng mà khi mà Hùng phân tích cái mã cổ phiếu AMV này thì đã bị chậm chân rồi. Các anh chị bị chậm chân AMV. Cách đây 2 ngày. Đây. Cách đây 2 ngày chúng ta đã phân tích mã cổ phiếu AMV, em này tạo lập ổn, lướt được, phân tích cả nhà tham khảo nền 16.5 nền 7 canh mua. Mục tiêu vượt vùng 20. Mục tiêu đầu tiên sẽ là đánh vượt vùng 20 và max sẽ là vùng 22 cộng. Như vậy là kỳ vọng ở trong nhịp này sẽ áp khoảng 29%. Thơm không ạ? Thơm. 2 ngày trước. Thì 2 ngày trước đó là cái thời điểm mà AMV. Đây. AMV 2 ngày trước đây, 2 ngày trước đó là vùng 16.5 đến vùng 17. Đây là vùng mà có những cái điểm mua rất đẹp, bởi vì khi đó thì mình phải quan sát được những yếu tố tạo lập của cổ phiếu ở từ đây. Và khi mà chúng ta đây là đã mua rồi nhá, T0 này, T1, T2. Tức là hôm nay là T2 và đến thứ hai là T3. Đến thứ hai là T3 thì đến thứ hai là hàng đã về tài khoản rồi. Thì đến thứ hai các anh chị mới được tiếp cận những cái phân tích của Hùng. Nó có chậm đúng không ạ? Nó chậm rất là nhiều anh chị. Và mục tiêu là chạm vùng 20 và sau đó sẽ là vùng 22 cộng. Đến vùng 22 cộng thì khả năng anh em trong team của Hùng Lê sẽ canh chốt thôi, và sẽ rất nhiều những anh chị bắt đầu đến vùng này mới mua. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Cổ phiếu tốt hay xấu nó là thời điểm chúng ta mang cổ phiếu đó về nhà. Ok, chúng ta sẽ phân tích tiếp nhóm ngành cao su nha các anh chị. Thì nhóm ngành cao su cũng là cái nhóm rất là mạnh mà Hùng đã có một quá trình phân tích, và sóng ngành cao su chính là một cái sóng ngành, cũng là một cái sóng định, gọi là cái sóng chủ đạo trong những cái phân tích và định lượng của team chúng ta đó. Và các mã cổ phiếu nó đã tăng như thế nào và hiện tại nó đang như thế nào, đúng không ạ? Ok, DLC đẹp không ạ? Đẹp chứ. DLC sau khi mà đã có những cái điểm test tích lũy ở đây và những cái điểm này, điểm cạn vôn như này, nó rất là đẹp. Và mục tiêu là DRC không gãy vùng 19, đó là chúng ta đang phân tích một cái target từ vùng 19. Ok, vùng 19 đến vùng 22. Hiện tại xu thế cái kịch bản này vẫn không có gì thay đổi và chạm vùng 22 chỉnh kỹ thuật. Ok. Được chưa? PHR thì thôi không phải nói cái gì cả. PHR thì quá là đẹp. PHR chúng ta phân tích từ đâu đó ở những cái vùng sâu sâu ở dưới này, ở vùng 37 gì đấy, khoảng vùng 37, khoảng vùng 40. Ok, khoảng vùng 37 đến 40 và target đầu tiên vùng 48 hoàn thành, vừa thoát vùng 48 chúng ta xây dựng cái target của khúc 2 của PHR từ vùng 48 đánh vượt thoát lên đến vùng 58. Đánh vượt thoát đến vùng 58 thì sẽ có những cái điểm về mặt chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Chỉnh giảm kỹ thuật đâu đó khoảng vùng 55 và đâu đó về vùng 70 hay không, thì cái câu chuyện đó là chúng ta phải hoàn thành cái vùng 58 đã, đúng không ạ? Với xu thế hiện tại thì PHR sẽ có những điểm đó, những điểm lấp lại ở khoảng vùng 53, có những điểm lấp lại ở khoảng vùng 53 không gãy, và xu hướng
lực cầu duy trì ổn định ở khoảng tầm 800 đến 1 triệu cổ phiếu trên một phiên, và vùng 53 không gãy thì xu hướng tiếp theo sẽ đánh chạm, tức là hoàn thành vùng mục tiêu của chúng ta ở vùng 58. Và trước hết thì chúng ta sẽ canh chốt ở vùng 58 đã, còn cái câu chuyện mà sau đó vượt thoát vùng 58 hay không thì chúng ta sẽ tính tiếp. Mã cổ phiếu thứ 3 trong cái nhóm ngành cao su đó là GVR. GVR hiện tại những tạo lập và một số anh chị em cũng đang nắm mã này, thì tạo lập đang có những điểm đánh về mặt kỹ thuật là không gãy vùng 12.5, thì cái cơ hội đánh vượt thoát vùng 13, và khi thoát được vùng 13 với lực cầu khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì đấy là cái dấu hiệu để cho chúng ta kỳ vọng mốc ở vùng 14 đến vùng 15. Target của GVR, GVR không có gì thay đổi cả. Đối với mã cổ phiếu ship 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 thì đã hình như là hoàn thành rồi. Đó, ship thì hoàn thành mục tiêu ở vùng giá 90 và lừng lững đi lên ở khoảng vùng giá 110. Lừng lững đi lên ở khoảng vùng giá 110. Đẹp không anh chị? Đẹp chứ? Đó, những cái phân tích của chúng ta như thế này thì có tuyệt vời không ạ? Một số anh chị có hỏi là căn cứ vào đâu mà Hùng lại có thể tự tin để phân tích được những cái target như thế này, thì nó hơi khó. Nó nhiều cái tổng hợp, nó tổng hợp của nhiều yếu tố. Nó không biết là diễn tả như nào cả, nhưng mà nôm na đó là một cái góc nhìn về thị trường, có một cái gì đấy nó cũng rất là phiêu trong những quá trình mà Hùng phân tích. C nó khó nói lắm anh chị, cũng không biết nói như thế nào luôn. CSM. CSM thì như nào? Đó là cái cách đi của CSM, nó là phải chậm. Nếu mà ai đánh CSM đánh vội thì nó khó lắm. Và những cái vùng mà chúng ta gom để chúng ta đánh ở một xu hướng dài khoảng vùng 15.5 đến vùng 16. Thế thôi. Chốt lại ngắn gọn là chỉ có như vậy. DPR thôi bỏ qua đi. Cái mã này nó thanh khoản nó thấp, ta không phân tích. Nhóm ngành khu công nghiệp chúng ta phân tích cuối cùng. Nhóm tủ chúng ta phân tích cuối cùng. Hiện tại thì nhóm dệt may thì chúng ta đã khuyến nghị mua mã cổ phiếu TCM cách đây cũng 3 ngày. Cách đây xu hướng TCM khuyến nghị bắt đây 3 ngày. TCM phân tích trước. Hơi viêm họng một tí các chị. Đó, cách đây 3 ngày. Bản thân TCM cách đây 3 ngày thì Hùng đã nhìn thấy những cái tín hiệu rất là đẹp. Và mục tiêu đầu tiên của TCM đó là chạm vùng 22. Thôi cứ nôm na chạm 22 đã. Chạm 22 thì sau đó chúng ta sẽ có tiếp những cái câu chuyện chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Và những anh em đã bắt rồi thì hàng về rồi, chúng ta canh để chúng ta chốt những cái điểm trả cung của TCM ở đây. TCM rất là đẹp, và có sóng sánh một cái sóng dài hay không thì chúng ta cứ chặn kháng cự chúng ta bán đã. TNG hôm nay có những điểm vượt thoát cung. Tuy nhiên đối với TNG thì cái điểm kháng cự đây là điểm 16. Tùy các anh chị nhé. Về đến điểm 16 thì kiểu gì cổ phiếu cũng sẽ chỉnh giảm kỹ thuật, thì có nên chăng thì chúng ta sẽ canh thêm. Còn TNG thì cũng không 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 sướng lắm. May sông Hồng M May sông Hồng May sông Hồng ở đây này, cái thằng May sông Hồng này là cái thằng mà chúng ta nên 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 chú ý này. Thì trong những cái điểm phân tích kỹ thuật mà các cái điểm nhấn kỹ thuật về May sông Hồng ở đây, đó là những cái điểm mà không gãy vùng 35. Không gãy vùng 35 trong một cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật ở đây, đó là những cái tín hiệu mà để giúp cho chúng ta định lượng một cái xu hướng tiếp theo của May sông Hồng. Thì bản thân là khi ở cái vùng 35 này, chúng ta có thể hoàn toàn có thể gom vị thế khoảng 30% số chúng ta định mua. Và mục tiêu tiếp theo May sông Hồng sẽ đánh chạm vùng 45. Chờ, anh chị chờ nhé. Và cái May sông Hồng này nó còn đẹp hơn, đẹp hơn so với lại cái thằng TNG. Đó, anh chị chú ý cái mã May sông Hồng. Thêm một mã nữa là GIL. GIL thì nó có hai ý. Bản thân là trong tuần trước là chúng ta đã có những khuyến nghị mua GIL ở đâu đó quanh vùng 19. Chúng ta phân tích ở khoảng vùng cho vùng 18.5 đi. Vùng 18.5 đến vùng 19 đó là cái vùng định lượng rất là đẹp, và cái vùng kháng cự trước mắt đó là vùng 20. Thì GIL cần phải vượt thoát được cái vùng 20. Và khi thoát được cái vùng 20 thì cái câu chuyện của GIL nó đi về đâu thì nó đẹp lắm các anh chị. Đẹp lắm. Tức là cũng là vào một ngày đẹp trời đúng không ạ? Không trăng không sao. Đó, Thúy Kiều gặp Kim Trọng. Đó.
Đó, một cái cây nến như thế này thì và một cái lực cầu nó quay trở lại khoảng từ 800 đến 1 triệu cổ phiếu đối với GIL, thì đấy là một cái tín hiệu tuyệt vời. Và team của chúng ta đã bắt đầu mua gom mã cổ phiếu này. Ở tối nay thì chúng ta phân tích thêm một cái mã cổ phiếu này nha các anh chị. Thanh khoản nó hơi thấp, GMC. Tuy nhiên thanh khoản thấp thì chúng ta có cái cách đánh của thanh khoản thấp, mà thanh khoản cao thì chúng ta có một cái cách đánh của thanh khoản cao. Thì bản thân là những cái yếu tố tạo lập đây nó cũng đánh một phát từ khoảng vùng 20 mà về vùng 40, nó cũng khá khá đẹp. Thế thì thanh khoản thấp thì chúng ta sẽ đánh như thế nào? Đó. Vậy thì chúng ta nhìn nhá, trung bình ở một cái mã cổ phiếu này, đó, Hùng sẽ hướng dẫn luôn các anh chị. Trung bình nó đạt được khoảng tầm 35.000 cổ phiếu, 35.000 mà nhân với giá 19 thì chúng ta sẽ ra được một cái trung bình về 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 mặt tiền. Như vậy là trung bình một phiên khớp khoảng 35.000 đến khoảng 100.000 đi. Đó, vậy thì chúng ta mua khoảng 1-2.000 không chết được anh chị. 1-2.000 tức là với giá 19 là 1.000 là 19 triệu. Chúng ta làm 3.000 đi, cho là giá 20 thì 3.000 mới là 60 triệu. 60 triệu không là vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Cổ phiếu này đẹp đấy. 60 triệu mà chạy mà tăng 100%, tức là từ vùng 20 mà kéo lên về vùng 40 đi, đúng không ạ? Từ vùng 20 mà kéo lên 40, tức là chúng ta 60 triệu chúng ta có 120 triệu. Cũng thơm đấy chứ nhỉ? Đó. Sao những cái mã cổ phiếu nào chúng ta phân tích chúng ta cũng ngửi thấy mùi thơm thế nhỉ? Đó. Vùng 18 đến vùng 19 các anh chị mua đi, mua cho Hùng mỗi anh chị mua khoảng 1.000, 2.000 gì đấy. 3.000 đi cho nó máu, 60 triệu. Mục tiêu 25, trước mắt 25 đã. Đó. À, vượt thoát 25 chúng ta có những câu chuyện tiếp theo. Cổ phiếu này mua để uống trà đá được không các anh chị? Thanh khoản thấp mà, thanh khoản thấp ta mua để ta uống trà đá. 60 triệu uống trà đá khi nào cho hết. À đâu, nếu mà mua 60 triệu về 20, 25 lãi 30 triệu, 30 triệu các anh chị uống trà đá khi nào cho hết, mời Hùng lên nhé. Nhớ đấy, anh chị nào mà mua GMC có lãi nhớ mời Hùng Lê uống trà đá. Không mời trà đá sau không phân tích nhé. Dệt may Viettel nhỉ? Ok, Viettel. Làm gì Viettel cho nó máu. Ở VGI một cái câu chuyện dài rồi. VGI. VGI là một câu chuyện dài và những cái điểm test kỹ thuật không gãy ở khoảng vùng 29. Mục tiêu của VGI phải đánh vượt thoát vùng 31, và khi thoát được vùng 31 rồi thì chúng ta sẽ có những câu chuyện của VGI ở khoảng vùng 34. Mạnh hơn sẽ ở khoảng vùng 38. Đó, nhưng mà phải đạt được vùng 34 rồi thì chúng ta sẽ phân tích ở vùng 38 đến vùng 40. Đẹp chứ, VGI nhịp này rất là đẹp, đi đến đâu xây chắc nền đến đó. Và cái câu chuyện là VGI mà vượt thoát được cái nền 30 này này, đó là một cái tín hiệu kỹ thuật cực đẹp của VGI. VTP, Viettel Post. Viettel Post. Mã này thì không khuyến nghị đầu tư. Nhưng có phân tích, Viettel Post thì bây giờ cái vùng mà vùng 130 trở thành một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Và mục tiêu thì có thể đánh chạm vùng 150 được. VGI Viettel Post đánh chạm vùng 150 trong nhịp này coi như là cũng hết sóng của Viettel. Rồi, công nghệ phân tích rồi. Và hai cái nhóm ngành đẹp nhất, long lanh nhất, các anh chị biết cái gì không ạ? Khu công nghiệp và thủy sản. Ta phân tích nhóm khu công nghiệp trước. Hiện tại nó đang ẩm ương ở khoảng vùng 40 à 41 40. Ở mục tiêu đầu tiên cứ phải chạm 45 đã. 45 thì đạp một phát. Đạp phát rồi chúng ta tính tiếp. D2D. Đó. Ở bản thân D2D trong cái bản tin phân tích tuần trước thì chúng ta đã có một cái vùng ở vùng 57 đến vùng 58, nó là vùng mua vượt thoát vùng 60, và đây một cái hộp hình hộp đây mình vẽ đây, gọi là một ngày đẹp trời không trăng không sao, thì đến ngày thứ hai thì ngồi lên luôn trên cái vùng giá 60.
Sau khi ngồi lên xong đang có những cái điểm test tích lũy đẹp. Ở những cái điểm test tích lũy này không gãy 60, chúng ta tiếp tục có một target tiếp theo, mục tiêu của D2D đó là vùng 70 đến vùng 75, không có gì thay đổi cả. Đây là một cổ phiếu đẹp của ngành khu nghiệp. À, tip ẩm ương nhỉ, tip hơi ẩm ương. Không sao cả, tip ẩm ương bởi vì tip gặp vùng kháng cự 24, đó là vùng kháng cự mạnh, và bản thân thì trong cái phân tích định lượng của chúng ta, khi chạm về vùng 24 sẽ chỉnh giảm về mặt kỹ thuật, và đến thời điểm hiện tại tức là những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật nó phải ôm ôm bo cái cung này, và cái cung này thì 21.5. Ở vùng 21.5 của tip không gãy và tip tiếp tục có những điểm tích lũy đi ngang ở đây trước khi mà tip hình thành một cái lực cầu trở lại để quanh đánh đánh vượt được vùng 24, và khi vượt thoát được cái vùng 24 thì như vậy tip sẽ có một cái target nó dài hơi hơn, xa hơi hơn. Và quan điểm là gì? Sóng ngành công nghiệp vẫn là một cái sóng rất là đẹp trong những cái phân tích định lượng của team chúng ta, và xét những yếu tố tạo lập của tip trong lịch sử thì cũng rất đẹp. Ôi, ITA thì không nói được nữa rồi, ITA thì chịu rồi, tạo lập đánh như thế này thì chịu rồi. Và với quan điểm của Hùng thì đây chúng ta nhìn thấy rất nhiều người ngồi trên ngọn cây, rất nhiều người ngồi trên ngọn cây và cũng rất nhiều người ngồi trên ngọn cây. Và khi cái câu chuyện là lợi nhuận và rủi ro, các anh chị chúng ta nên cân nhắc, chỉ nói như vậy. DTD, DTD, DTD có cái gì hay không ạ? Hay chứ. DTD không gãy vùng đây, không gãy vùng 11.5 thì tiếp tục mục tiêu là đánh công lại vùng 13, vượt thoát được vùng 13 thì chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo của DTD ở đây. KBC, Kinh Bắc, KBC, KBC. KBC là đang có những cái điểm test tích lũy rất đẹp ở vùng 14 các anh chị nhé. Vùng 14 sẽ trở thành vùng tỷ bật, và vùng này thì sẽ giúp cho cổ phiếu này có những động lượng để đánh về vùng 15 đến vùng 15.5, thậm mạnh hơn có thể vùng 16, và đến cái vùng đó thì chúng ta cũng sẽ canh chốt. STS thôi không phân tích nữa, STS không còn điểm mua. Và bản thân là STS thì chúng ta trong team của chúng ta cũng không có những khuyến nghị mua đó, và những cái gì mà không có khuyến nghị mua thì chúng ta bỏ qua đi. SN là một cái mã cổ phiếu mà đây từ những vùng 22 chúng ta phân tích, ở đây là vùng 28, hoàn thành vùng 28, có những cái điểm test chỉnh kỹ thuật không gãy, các anh chị nhìn thấy đây không gãy ở khoảng vùng 26. Ở 26 thì cái cơ hội tiếp tục đánh lại vùng 28 và mục tiêu xa hơn, không gãy vùng này thì chúng ta có một vùng 30 đến vùng 32, và khả năng về đến đó thì nó cũng sẽ hết cái nhịp tăng của SN, chúng ta cũng canh để chúng ta chốt, chúng ta kết thúc câu chuyện. BCM, BCM, BCM có gì không ạ? Đó, BCM, những cái điểm đánh của BCM rất hay. Không gãy vùng 22, tiếp tục công lên vùng 26. Hiện tại đang có những cái điểm test tích lũy đẹp ở quanh vùng 26, 26 không gãy, mục tiêu tiếp theo vùng 30, không có gì thay đổi. Đấy là những cái phân tích đã định lượng từ tuần trước. Đó. SZC, cổ phiếu rất là hay của team. SZC. SZC hoàn thành khúc 1. Đây, khúc 1 này là các anh chị trong team là chốt tí tã ở vùng 19. Chốt tí tã xong thì canh mua lại ở vùng 18, canh mua lại vùng 18, mục tiêu 22 cộng. 22 cộng thơm không ạ? Thơm chứ. 22 cộng này. Về vậy về đến vùng 22 cộng đã hết sóng chưa nhỉ? Hết sóng chưa cả nhà? Khả năng là cũng hết hết rồi đấy. Cùng lắm thì kéo lên được một nhịp 24 nữa. Tức là không còn điểm mua, và cái này chỉ có những anh chị nào chúng ta chưa chốt, chúng ta canh để chúng ta chốt nốt, và chúng ta trọn vẹn đúng không? Trọn vẹn một con sóng của SZC và đến vùng 24 thì thôi. Chúng ta dành cho những anh chị đến sau nếu như cổ phiếu còn tiếp tục tăng. Cái con BAX này thì nó hơi củ chuối nhưng mà không sao cả, nó đánh thế thôi. Đó, những cái vùng mà đây chúng ta phân tích là vùng 38 đến vùng 40, nhưng mà nó về đến vùng 50 là cũng ăn 10 trên 40, cũng 25% đấy các chị nhé, cũng 25% đấy, đừng có nhìn bé bé thế thôi. GIL đã phân tích rồi, và GIL thì trong team cũng đã bắt đầu nhạt nhạt dần rồi.
Cái con PXL này hơi tiếc, nhìn thấy nó nhưng mà không bắt được nó, nhìn thấy nó nhưng không bắt được nó, hơi tiếc nhưng không sao cả. Nhìn thấy nó ở đâu đó khoảng vùng 5 này này, vùng 5 này không bắt được nó, 100% tài khoản rồi, khó quá chúng ta bỏ qua. Và một cái nhóm ngành cuối cùng, đẹp lung linh. Ôi sao hôm nay lại 1 giờ, ôi bản tin của chúng ta đã 1 tiếng 40 phút rồi. Nhóm ngành đẹp lung linh là nhóm ngành thủy sản. Thôi cố phân tích nốt các anh chị nhé, nhanh thôi. MPC, MPC mục tiêu không có cái gì thay đổi cả, mục tiêu không có gì thay đổi cả, đó là không gãy vùng 27. Mục tiêu tiếp theo công lại vùng 3x và về vùng 35. VHC, mục tiêu của VHC liên tục, đây là một mã cổ phiếu đầu ngành, đó là khi mà VHC không gãy vùng 33, chúng ta tiếp tục đánh một khúc tiếp theo từ vùng 33 về vùng 40, và mục tiêu này cũng không có cái gì thay đổi đối với VHC. CMX, CMX, CMX đẹp không anh chị? Đẹp lắm. CMX hôm nay chính thức là sau khi những cái điểm không tích lũy không gãy vùng 15.3, CMX hôm nay đã vượt thoát vùng 18, vượt thoát vùng này, mục tiêu 22 cộng. Và CMX là một cái mã cổ phiếu trọng tâm của team. Cách đây 1 tháng chúng ta đã phân tích 26 ngày, 24 ngày, 12 ngày, và cách đây 12 ngày cập nhật những cái vùng đây đó, những cái vùng trả cung 15.3, và dự kiến cái vùng trả cung này kết thúc và cổ phiếu trên vượt vùng 18 cộng, chính thức có cái khúc thứ hai vùng 22 cộng đó. Những phân tích định lượng của Hùng Lê đi trước thời gian. FMC thì FMC chúng ta xem thôi. FMC thì mạnh quá, tức là chúng ta dự kiến là nó sẽ trả cung nhưng mà nó đánh tiếp, cổ phiếu này thì cũng gần như không không còn cơ hội nữa. Cái cổ phiếu AMV cũng đang rất là đẹp này, thủy sản Nam Việt AMV. AMV vùng AMV đó chính là mã cổ phiếu mà đã như nào nhỉ? AMV. Đó, cách đây 2 ngày thì đã bắt đầu phân tích đến tín hiệu của AMV. Khi đó thì đây mấy giờ thì cũng không biết nhé. Và hiện tại cái thời điểm mà chúng ta chụp thì AMV bắt đầu có những tín hiệu nhún qua vùng 10 đây. Các anh chị nhìn cái hình ảnh đây này, có cây nến xanh này này. Đó thì chính là cây nến này. Đó, chính là đây, cách đây 2 ngày. Khuyến nghị bắt luôn, bởi vì khi đó là AMV đã có những cái điểm thoát nền, đó chính là những cái điểm thoát vùng 17. Ở trên này chúng ta bắt luôn vào hàng T0, T1, T2 và đến thứ hai thì AMV về đến tài khoản đúng không ạ? Và rất đẹp, thủy sản Nam Việt chúng ta có một kết thúc T3 cực kỳ đẹp và mỹ mãn. Ok, bản tin ngày hôm nay nó hơi dài rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở đây và chúng ta sẽ nói những cái phân tích định lượng cuối cùng về thị trường đó là gì. VN Index của chúng ta có một cái vùng đệm 850 điểm cực kỳ đẹp, đó là những cái phân tích xuyên suốt của Lê. Khi chỉ số này lấy lại và có những cái điểm test trả cung ở đây, mục tiêu sẽ công về vùng 900 điểm. Và những cái vị thế trong team của Lê đã mua hết rồi, những mã cổ phiếu đẹp đang nắm hết rồi và chỉ cần chờ chốt nữa thôi. Khi thị trường đổ chúng ta sẽ chốt được chưa ạ? Và cái câu chuyện là cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu nó không có cái câu chuyện đó, và cái câu chuyện là chúng ta mua cổ phiếu ở thời điểm nào để chúng ta có được cái lợi nhuận, đấy mới là điều quan trọng. Và chính vì vậy nên là cái kênh tựa đề của chúng ta là chiến binh trên từng con sóng, chúng ta phân tích từng con sóng và chúng ta cưỡi từng con sóng đó, được chưa? Ok, VN Index cực kỳ đẹp, đang có những xu hướng tiến về cái vùng 900 điểm, và ở cái vùng này sẽ là cái vùng mà rung rung lắc cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh, các anh chị lưu ý là như vậy. Và team của Lê thì sẵn sàng để chúng ta chốt hàng rồi. Đối với phái sinh hợp đồng VN30 F1M, trong những phân tích định lượng đó là một cái xu thế trend long dài, thì các anh chị cũng đã nhìn thấy có long dài không ạ? Vùng 7 765 điểm đến 780 điểm long dài luôn, và cái mục tiêu của phái sinh lấp gáp vùng 850 điểm, và hiện tại là đã đi được đến vùng 825 điểm từ vùng 780 rồi. Ok đúng không ạ? Trong bản tin định lượng phân tích của Hùng là là hợp đồng phái sinh long dài và sẽ lấp lại vùng 850. Và các anh chị nếu như đây là cái điểm kết thúc tuần đó, điểm kết thúc tuần ở vùng 780 điểm và long lên đến vùng 850 điểm, thì các anh chị xem thử là cái hợp đồng phái sinh chúng ta ăn bao nhiêu điểm trên một hợp đồng. Không cần phải quá là cầu kỳ, chúng ta long chúng ta sọt ở trong
cái biểu đồ M5 phút. Và khi chúng ta phân tích được một cái trend sóng dài như vậy, chúng ta mua, chúng ta nắm giữ vị thế qua đêm có ngon không ạ? Ngon chứ, thơm không ạ? Thơm. Ok. Và mục tiêu tiếp theo vẫn không có gì thay đổi, phái sinh lấp gáp ở vùng 850 điểm. VN30, VN30 vùng đệm của VN30 cực đẹp ở vùng 785 điểm đến vùng 800 điểm, và mục tiêu có những cái điểm test nhẹ, những điểm test cũng nhẹ ở vùng 815 điểm ở trong tuần vừa rồi. Đó là những cái điểm vùng đã phân tích định lượng ở đây, các anh chị sẽ đây này, search 815 điểm này có luôn đó. Đây đó, và 2 ngày này, 3 ngày này, 4 ngày này, đó đó. Tức là ngoài cái câu chuyện là những cái bản tin phân tích tuần rồi thì hàng ngày chúng ta cần phải có những cập nhật, và đó là những lợi thế của những anh chị mà khi về team cùng lên. Ok, và cái mục tiêu của VN30 khả năng là sẽ tiệm cận vùng 850 điểm, nó song trùng với cái câu chuyện là phái sinh lấp gáp, đẹp không ạ? Đẹp rồi. Ok, Hùng Lê xin kính chào tạm biệt tất cả những anh chị em là những chiến binh trên từng con sóng. Và Hùng Lê không cho các anh chị được tiền bạc, cho các anh chị một quan điểm, cho các anh chị một cái phân tích về định lượng về thị trường. Và các anh chị nhớ nhớ kênh của chúng ta bây giờ mới có 11.400 anh chị em đăng ký kênh thôi. Hùng đã hướng dẫn các anh chị đăng ký kênh rồi, các anh chị like, chia sẻ video, giới thiệu đến bạn bè, để đâu đó những anh chị nào chưa được tiếp cận những cái phân tích của ông Lê thì chúng ta sẽ được tiếp cận cái đó để tránh cái sai đi, đúng không ạ? Để chúng ta đúng nhiều hơn, tài khoản của chúng ta xanh mạnh mẽ hơn, cổ phiếu của chúng ta tăng nhiều hơn, được không ạ? Và nếu như sang tuần tới mà cái lượng view mà vẫn xin lỗi, cái lượng sub mà không không cân bằng với lượng view, ok, Hồng Lê sẽ tạm thời ngừng phân tích bản tin 1-2 tuần đó, như thế được không ạ? Đó, ok nhá. Rồi, xin chào.